nhạc dĩnh vốn là một cô gái thành đạt vô tình xuyên không về thời cổ đại đã vậy thân phận của cô còn là một thổ phỉ có điều thổ phỉ cũng có điểm tốt của thổ phỉ nha trong một lần đi cướp tình cờ nhìn thấy mỹ nam xinh đẹp liền cướp luôn về nhưng mỹ nam này lại luôn muốn bỏ chạy như vậy thì không được đâu nha người mà nữ thổ phỉ đã nhìn chúng thì là của ta thế là những chuyện yêu đương hàng ngày đậm chất tấu hài giữa nữ thổ phỉ si tình và chàng làm nũng sẽ như thiêu nào mời mọi người là đón xem câu chuyện với san chuyện review cùng mình nhé ở phía tây khi ánh tịch dương buông xuống tại con đường dẫn đến đèo tỏa dương có một vị nữ tử khoác áo choàng đứng trên đồi cao gió thu lướt qua áo choàng khẽ lai động cô nàng bất giác vén lọn tóc ra sau trong tư thái ung dung và cô ta có tên là nhạc dĩnh và cũng là một thổ phỉ tuy nhiên vì gió mạnh đã khiến cô nàng lạnh run bần bật hai tay vội ôm lấy người nhưng dây sau cô đã lấy lại phong độ đứng gác một chân lên tảng đá nhìn về phía trước như đang trông ngóng con mồi cô thầm nghĩ rằng gió lạnh nhưng chẳng quan trọng đoàn mang lương thực mà tin tức gửi đến sau vẫn chưa thấy tới nhỉ hai tên thuộc hạ theo cùng thì đang lạnh run người tên tóc đỏ bỗng nhìn thấy dáng đứng của cô nàng thì thầm ngỡ ngàng lạnh quá ối tư thế của tiểu thư bá đạo quá đi à bất chợt nhạc dĩnh bức bối quay sang hỏi tên tóc đỏ kẻ truyền tin kia là ai không phải nói hôm nay xe chở lương thực sẽ đi ngang qua đây sao đợi cả ngày trời rồi sao vẫn chưa tới câu hỏi của cô làm tên tóc đỏ có chút hoang mang hắn ấp úng trả lời là tiểu tiểu thư là chủ trại lý sai người truyền tin tới hạ chủ trại lý đột nhiên nhạc dĩnh vừa nghe hắn nói thì tức tối đấm một phát vào chán hắn làm cắt ngang lời hắn đang nói rồi bức xúc quát lớn là chủ trại phúc ngươi gọi bừa cái gì vậy hả đánh xong cô xoa xoa cổ tay mà hét lại mau nói tiếp đi thấy huynh đệ bị đánh tên tóc nâu sợ hãi vội lấy tay bịt miệng mình lại kẻo sợ ăn đòn tên tóc đỏ lấy tay ôm đầu đau mà rưng rưng nước mắt nói là chủ trại phúc sai người truyền tin đã nghe ngóng rõ ràng rồi ạ à. nói rằng đóng lương thảo này sẽ được đưa đến đèo tỏa dương mấy tên canh giữ thành đó đúng là không biết trưng dụng gửi đi sẽ bị tộc người tây nhung cướp mất chi bằng chúng ta giành lấy về núi của chúng ta hưởng thụ hết còn hơn nói rồi hắn lại thầm khẳng định mà con đường này là đường bọn chúng buộc phải đi qua nhạc sĩ nhắm mắt đứng nghe hắn nói như thể bất lực giây tiếp theo lại là một tiếng bốp bốp vang lên tên tóc đỏ ngồi quỵ xuống mà ôm cái đầu xưng tỏ thắc mắc lên tiếng sao lại đánh tôi nữa rồi tên tóc nâu đứng cạnh nên liền lấy tay chỉ chỉ vào đầu hắn rồi thè lưỡi làm vẻ mặt trêu chọc nói ai bảo huynh không hỏi kỹ cơ bao giờ cái đoàn lương thực đấy mới đi ngang qua đây tiểu thư hay nói thời gian chính là sinh mạng lẽ nào huynh quên hết rồi sao nói rồi hắn cười khoái chí híp cả mắt tự tin hỏi lại cô nàng tôi nói có đúng không tiểu thư thấy biểu cảm thích thú của tiểu đệ tên sư huynh hậm hực liếc nhìn hắn thầm trách móc huynh chết chắc đệ sống hả đúng là đồ ác độc ca ca ruột mà không quan trọng bằng tiểu thư nhạc dĩnh nghe tên tiểu đệ nói liền dùng ánh mắt sắc khí liếc nhìn hắn và kế cục của tên tiểu đệ cũng ăn một cái ký mà ngồi đó ôm đầu u nhạc dĩnh vừa xoa xoa bàn tay vừa bảo ngươi phát hiện ra vấn đề mà không sớm xử lý xem thường việc được giao ngươi cũng là đồng phạm bổn tiểu thư mấy ngày không về hết người này đến người kia đều muốn tạo phản ừ cô đang xen hai bàn tay vào nhau đưa ra trước khởi động mà nói với giọng bực tức nếu lý hoành sơn dám nói điêu thì khi quay về đem kho lương thực nhà hắn chuyển hết đi cô lại đưa hai tay lên cao rồi nói tiếp lão hồ ly này hại chúng ta ở đây hít gió lạnh cả ngày nếu không phải nể mặt cô cô ta thì ta sẽ chém chết lão hồ ly này lột ra hắn làm khăn tròn cổ rồi nghe vậy cả hai tên thuộc hạ người nhìn trước kẻ ngóng sau mà thầm cầu nguyện mau tới đi mà không thì tiểu thư giết người mất tuy nhiên khung cảnh bốn bề vẫn vắng tanh không một bóng người chỉ thấp thoáng những chiếc lá bay phấp phới giữa gió trời nhưng không lâu sau đó có một đoàn người đi men theo con đường giữa hai bên ngọn núi hàng loạt chiếc xe ngựa chở đầy những bao lương thực đang chậm chậm lướt đi một nam nhân ngồi chéo chân trên lưng ngựa cưỡi đi bỗng vui cười lên tiếng tiêu thúc ta đã nói có thể đi nhanh hơn chút chúng ta người đông việc gì phải sợ người cứ khăng khăng nói cẩn thận sơn tặc chậm trà chậm chạp nhìn xem chúng ta đã đi lâu như vậy mà ngay cả một tên sơn tặc cũng chẳng thấy đâu làm gì có sơn tặc chứ người đúng là càng lớn tuổi càng nhát gan vị tiêu thúc nghe hắn nói thì không trả lời mà chỉ biết im lặng lắng nghe tuy nhiên lão ta lại thầm nghĩ tiểu thiếu gia từ nhỏ lớn lên bên đám nữ nhân đâu biết thế gian đầy dễ nguy hiểm đúng là tự cao tự đại ta chưa từng thấy có người cưỡi ngựa lại bắt chéo chân lại còn không nghe khuyên bảo không cẩn thận ngã ra đấy rồi lăn qua lăn lại cho xem đứa trẻ này thật chẳng làm việc gì ra hồn bất chợt lão lại thở dài nói thầm trong sự bất lực hay việc này khó đây lát sau lão tiêu thúc trông thấy địa hình phía trước phức tạp bèn lên tiếng nhắc nhở thiếu gia đằng trước hang núi là rừng rậm nhất định phải để ý động tĩnh từ mọi phía đấy tên thiếu gia bèn đáp lại biết rồi cũng trong lúc này đám người của nhạc sĩ cũng đang ngồi trong ngóng kẻ đứng người ngồi ủ rủ tên tiểu ca thầm lẩm bẩm mau tới đi mà không lâu sau đó tên tiểu ca bỗng phát hiện ra có người đi đến liền vẫy vẫy tay khẽ gọi tiểu thư lại đây lại đây hóa ra hắn quỳ chồng mông núp trong lùm cỏ nhìn qua ống nhòm rồi bèn hớt hãi lên tiếng tiểu thư có một đoàn người cưỡi ngựa từ hang núi tới đây sắp tiến vào rừng rồi thấy điệu bộ của hắn trông khó coi nhạc sĩ ngay lập tức đá thẳng vào cái mông của hắn một phát mà nói với giọng cáo gắt ngứa mắt quá đề người còn ở xa như thế mà ngươi đã trốn chui trốn lủi thành cái bộ dạng này rồi định làm cướp hả đúng là làm mất mặt ta mà tên tiểu ca bị đá đau mà giật mình diên la ái Du còn làm rớt cả ống nhỏm trong tay nhạc sĩ liền bảo mau đi báo cho các huynh đệ chuẩn bị phục kích để ta xem bọn chúng có bao nhiêu người bao nhiêu lương thảo vừa nói cô vừa lấy ống nhòm để quan sát từ xa nghe lệnh tên sư huynh liền bảo vâng thông qua ống nhòm cô nhìn thấy hình ảnh một nam nhân có gương mặt khôi ngô tuấn tú đang nô đùa cùng chú chim nhỏ đậu trên tay hai mắt cô nàng sáng rực xích cả khói mũi hí hửng reo lên ối đẹp trai quá dây sau cô buông ống nhòm ra mà đưa tay ôm lấy một bên má tự luyến ta biết mà ông trời để ta ế chồng ế chơ 28 năm nhất định là có nguyên nhân tiểu đệ liền ngương ngác lên tiếng hỏi 28 năm sao nhưng mà tiểu thư không phải người mới 18 tuổi sao lời hắn nói làm cô tột hứng liền câu có ra lệnh ngươi nhà thế mau đi mai phục cho ta tiểu đệ liền nghe theo mà bảo nhưng trước khi rời đi tên tiểu đệ bỗng ngạc nhiên hỏi lại tiểu thư không phải người nên nhìn kẻ đi giữa đội ngũ là ai sao nhạc dĩnh lại quát lên lắm chuyện mau đi đi sắp nổ một trận to rồi đấy nói rồi cô lại tiếp tục quan sát qua ống nhỏ mà nghĩ thầm để bà đây nhìn thêm tiểu soái ca này chút nữa nào ngay trên ngọn đồi cao từ trong bụi rậm phẳng phất những tia sáng chói từ ống nhỏ phát ra cảnh này cũng làm cho tên tiểu ra cưỡi ngựa phía dưới trông thấy mà nghi hoặc vì thế anh ta cũng đang nhìn chằm chằm về phía ống nhỏ mỉm cười điều này làm nhạc dĩnh có chút hốt hoảng mà bật ngửa ra sau máu từ mũi vì thế cũng không ngừng tuôn ra nhưng cô lại thầm phấn khích reo lên ôi mẹ ơi đáng yêu vãi cô ngồi bật dậy lấy tay bịt mũi lại thầm tự đắc hắn cũng nhìn về hướng này chắc đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết cô bỗng ho lên khụ khụ thầm nhủ với lòng phải bình tĩnh lại không thì chảy máu nhiều quá ngất ra đây mất đột nhiên có một mũi thương đang lao vun vút lên phía ngọn đồi nhạc dĩnh tinh ý nhận ra ám khí nên hốt hoảng đứng dậy né tránh cũng trong lúc này bên dưới lão tiêu thúc khi thấy tên thiếu gia đột ngột bắn thương đi lão hốt hoảng kêu lên thiếu gia xảy ra chuyện gì vậy tên thiếu gia bèn lên tiếng trấn an tiểu thúc đừng vội ta thấy đằng trước có ánh sáng nhưng chưa chắc chắn nói đoạn anh ra liền ra lệnh cho tên thuộc hạ bên cạnh thiết kiếm ngươi đi kiểm tra xem sao tên thiết kiếm liền chắp tay nhận lệnh nói dạ vâng cùng lúc trên ngọn đồi nhạc dĩnh cũng nhặt lấy chiếc thương lên cô vác thương trên vai mà mỉm cười nói gì bị phát hiện rồi à xa thế mà vẫn phóng được thương tới đây xem ra cũng không tệ nha vậy thì hãy để bổn tiểu thư chơi với ngươi rồi mặt khác tên thiết kiếm đang cưỡi ngựa lao về trước để kiểm tra bên này tên tiểu ca thông qua quan sát từ ống nhòm cũng phát hiện ra thiết kiếm mà ra lệnh cho huynh đệ có người tới châm lửa cho tên khói chuẩn bị thế là các huynh đệ trong nhóm cũng thủ sẵn tên khói trong tay chờ lệnh ngay khi thấy mục tiêu xuất hiện thì tên tiểu ca lập tức hô khẩu lệnh phóng thế là hàng loạt mũi hỏa tiễn từ ba bên bốn hướng phóng thẳng về phía tên thiết kiếm cảnh tượng này làm thiết kiếm ngơ ngác đồng thời tránh được một mũi hỏa tiễn trực qua chân hắn tức tối hét lên đáng ghét nhưng khi những mũi hỏa tiễn cắm xuống đất thì không phát hỏa mà lại tỏa ra những làn khói trắng xóa mờ mịt thiết kiếm bất giác dùng tay bịt mũi miệng lại đồng thời hắn cũng hoang mang thẩm mỹ chóng đầu quá thứ khói này ở bên trong có thuốc mê nhưng hắn vẫn gắng gượng hô lớn để cảnh báo thiếu ra bên trong có mai phục nghe tiếng thiết kiếm báo động cho đồng đội thì nhạc dĩnh cũng tự tin hạ lệnh của tiểu ca bây giờ mới hô hoán thì đã muộn rồi nhạc cương đi bắt mấy tên kia về đây tên nhạc cương liền đáp lại vâng thưa tiểu thư tuy nhiên đám quân lính chở lương thực cũng không dễ bắt nạt bọn họ cũng bước xuống và bắt đầu dàn trận bảo vệ những xe lương thực cùng lúc nhạc dĩnh cũng đang đưa ra kế sách cho tên tiểu đệ nhạc dũng ngươi đưa người dụ địch qua đây tấn công vòng ngoài của hắn nhớ cho kỹ đánh xong thì rút không được để thương vong bảo các huynh đệ cẩn thận một chút nhạc dũng cũng tự tin nhận lệnh chuyện nhỏ cứ giao cho ta ở diễn biến khác tên thiếu gia ngơ ngác hỏi lại lão tiêu tiêu thúc người nói bọn chúng đều là người tây nhung sao lão tiêu thúc cũng thông qua ống nhòm quan sát và cho biết không có lẽ không phải là người tây nhung đâu nói đoạn lão ngẫm nghị rồi đưa ra suy đoán nhằm chỗ sơ hở để đánh dùng tên khói để che tai mắt xem ra những kẻ đó không hề đông rất có thể chỉ là sơn tặc quanh đây nghe vậy tên thiếu gia liền chồng người đứng dậy định nhảy khỏi lưng ngựa nói vậy để ta đi cứu thiết kiếm tuy nhiên hành động của anh lại bị lão tiêu nắm tay ngăn lại không được đâu thiếu gia kẻ địch lẫn trốn kỹ càng như thế ắt hẳn có âm mưu người không được ra đó cứ để vi tướng đi trước thám thính thực lực của chúng đã nhưng tên thiếu gia lại không đồng ý mà lên tiếng đáp lại tiêu thúc mục tiêu của chúng ta là hàng hóa người già rồi vẫn nên ở đây giữ trận để ta đi là được mấy người hay nói tiêu ra này khắp trời đất đều không có ai địch nổi lần này để ta thử xem sao dù anh nói vậy nhưng lão tiêu thúc vẫn không yên tâm bèn nhắc nhở thiếu gia trước giờ mọi chuyện người làm đều phải có sự chấp thuận của lão thái thái hãy suy nghĩ kỹ càng rồi hãng hành động nếu như người hành động theo ý mình xảy ra mất mát gì vi thần thực không thể đảm đương được đâu tên thiếu gia quay đầu nhìn lại lá cờ phía sau rồi lại nói ta đã nghĩ kỹ rồi nhìn thấy lá cờ của tiêu gia mà bọn chúng vẫn dám cố tình đánh xe chở lương thực những kẻ này ý đang khinh ta còn trẻ không coi tiêu gia ta ra gì và lại còn không biết thiết kiếm có gặp nguy hiểm không nữa vì thế ta bắt buộc phải đi người yên tâm bọn chúng sẽ không làm hại được ta dù anh ta có gì lão tiêu thúc cũng nhất quyết không chịu buông tay cho anh đi vẫn không được địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng người cứ vậy mà xông vào thì sẽ ngay khi lão Tiêu Thúc đang nói thì tên thiếu gia chợt nhìn thấy mũi thương mà nghĩ ra kế sách. Anh ta giật lấy mũi thương và đẩy mạnh lão Tiêu Thúc ra đồng thời lên tiếng dụ lão, "Tiêu Thúc, cẩn thận đằng sau." Một tia sáng từ mũi thương chiếu thẳng vào mặt lão Tiêu Thúc, khiến lão kinh ngạc trừng mắt lên nhìn. Nhưng khi lão Tiêu Thúc quay lại phía sau thì chỉ thấy đám lính của mình, còn những tên lính lại ngạc nhiên nhìn lão mà chỉ tay về phía tên thiếu gia. Cùng lúc tên thiếu gia nhân cơ hội lão Tiêu Thúc quay đi chỗ khác mà thúc ngựa lao đi, nhưng vẫn không quên nhắn lại, "Tiêu Thúc yên tâm, ta đi tí rồi về, không ai trách người đâu." tới đây lão tiêu thúc mới bàng hoàng hốt hoảng nhận ra mình bị tên thiếu gia đánh lừa tiêu thiếu gia đã đi mà vẫn còn nghe văng vẳng lời trách móc của lão tiêu thúc nhóc thúi nhà ngươi chẳng nghe lời gì cả nghe vậy tiêu thiếu gia liền le lưỡi làm mặt xấu mà thầm bức xúc suốt ngày cứ xem ta như trẻ con lão tiêu thúc không yên tâm liền lên tiếng ra lệnh người đâu theo ta đi bảo vệ thiếu gia bỗng nhiên có người lên tiếng thông báo tướng quân đằng sau chúng ta bị địch tập kích rồi lão tiêu nghe xong liền hốt hoảng kêu lên cái gì cũng trong lúc này ở phía sau bọn họ tên nhạc dũng núp sau một thân cây thầm thở phào thì ra là tự mình dọa mình con tưởng là bị phát hiện rồi chứ quay lại với lão tiêu thúc lão hoang mang hỏi lại tên lính có khoảng bao nhiêu người tập kích tên lính liền bảo dạ 100 người bọn chúng cưỡi ngựa xông tới chúng ta có hơi thất thế nghe vậy lão tiêu thúc có chút lo lắng thầm đổ mồ hôi đang trước dùng tên khói che mắt nên nghĩ là kẻ địch không nhiều 100 kẻ địch tới lúc này hẳn là toàn bộ người chỉ có vài tên thổ phí cầm đầu chắc thiếu gia sẽ trụ được tiểu tử thối ngươi nhất định phải trụ vững cho ta sau đó liền ra lệnh cho đám lính mau tới giúp đỡ hậu phương đi chuyển cảnh tên nhạc cương đã thành công bắt trói thiết kiếm hắn còn nhét cả rẻ vào miệng thiết kiếm để tránh làm ồn sau xuôi hắn phủi tay rồi nói lại với nhạc dĩnh ngon rồi đó tiểu thư đã trói chặt rồi giáp sắt cũng đã cởi xuống có thể đưa các huynh đệ dùng nhạc dĩnh nhìn tên thiết kiếm bị trói khắp người mà cảm thấy lãng phí ngươi trói thế này ta cũng thấy hơi phê đấy dây thường nhà chúng ta không phải là tiền à bỗng nhiên tên nhạc cương nhìn chằm chằm vào nhạc dĩnh mà hoang mang hỏi lại phê ư tiểu thư người uống rượu sao nhạc dĩnh lại bảo ta không có nói nhưng mà bên đệ đệ của ngươi có tin gì không nhạc cương vừa đưa tên thiết kiếm lên xe ngựa vừa nhanh nhẩu cho biết ó bên nhạc dũng đã chiếm được 10 xe lương thảo đang chiếm thượng thế nhạc dĩnh quay người đi đồng thời nói lại vậy là ngon rồi mau ra hiệu cho hắn quay về đi nhạc dũng tuy nghe lệnh nhưng cũng có chút thắc mắc dạ nhưng mà mới được có mấy xe lương thảo đã rút quân rồi sao nhạc dĩnh câu có quát lên đừng có cảm giảm nữa bảo ngươi làm thì cứ làm đi có hậu quả gì ta chịu cho dạ nhạc cương nghe vậy cũng chỉ đành làm theo lệnh vì nhạc dĩnh đang lo lắng cho tên tiêu thiếu gia kia nên mới rút quân sớm cô đưa tay ôm lấy một bên má nhắm mắt thầm ngỡm ngợi nếu vị soái ca kia tham chiến bị thương thì không ổn nhỉ? a hi đột nhiên cô giật mình mở mắt ra vì kinh ngạc khi nghe được tiếng còi báo động của tên nhạc cương đang thổi ngay lập tức cô quay sang nhéo miệng nhạc cương mà quát lớn ấy đừng thổi vội nhạc cương bất ngờ bị véo miệng mà kêu la úi ra đau 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 bất chợt nhạc dĩnh trông thấy tiêu thiếu gia đang thúc ngựa đi về hướng bọn họ mà thầm ngạc nhiên úi trời tiểu ca ca thế mà lại sang bên này rồi đúng chuẩn là một bạch mã hoàng tử nhà thế là cô liền lên tiếng căn dặn nhạc cương chủ tướng của chúng xông tới đây rồi ngươi nhìn thấy chưa ta chuẩn bị đi đón tiếp hắn đây ngươi trông chừng giúp ta không có mệnh lệnh của ta thì đừng có thổi khẩu hiệu động chân động tay gì hết." Nhạc Cương mêu máu đáp lại, "Biết rồi, biết rồi ạ, à, tiểu thư xin người mau bỏ tay ra đi mà, đau quá." Về phần tên Tiêu thiếu gia, khi đến gần hơn một chút hắn cũng đưa mắt quan sát và thầm nhận thấy, chỉ có một người ở lại đây, người bị trói trên ngựa kia, chính là Thiết Kiếm, hóa ra Nhạc Dĩnh đã rời đi, chỉ để lại tên Nhạc Cương đứng đó ôm mặt nhăn nhó, trong khi hắn để Thiết Kiếm nằm sấp trên lưng ngựa. Thấy cơ hội tốt để ra tay tên Tiêu thiếu gia liền thúc ngựa lao tới định cứu người, "Đáng ghét, mau thả người ra cho ta!" tuy nhiên anh vừa lao tới thì bỗng hình ảnh nhạc dĩnh xông ra đứng chắn ngang đường bất ngờ bị chặn tiêu thiếu gia liền thắng ngựa lại gấp cũng vì thế mà anh bị mất thăng bằng hốt hoảng kêu lên ý dây sau anh bị hất văng khỏi lưng ngựa bay nhào về phía nhạc dĩnh đến cả đôi giày và thương cũng đều bị ném văng cả hai bốn mắt nhìn nhau trong sự hoảng loạn tên tiêu thiếu gia hốt hoảng quát lên mau tránh ra còn nhạc dĩnh thì cứ như chết lặng chỉ biết chố mắt đứng nhìn khi thấy tình cảnh trước mắt tên nhạc cương và thiết kiếm trợn tròn hai mắt ra nhìn nhạc cương há toác mùng kêu lên à chuyện gì đến cũng đã đến khi Tiêu thiếu gia đã nằm đè lên người nhạc dĩnh, thậm chí cả hai còn môi chạm môi trong sự ngơ ngác, Tiêu thiếu gia lập tức ngồi bật dậy, anh đỏ mặt ngại ngùng lắp bắp nói: "Xin, xin lỗi, ta không cố ý, tại vì ngựa đột nhiên dừng lại nên mới à, à, Rồi bất giác anh nhận ra mình vẫn còn ngồi trên người nhạc dĩnh mà kinh hãi hét lên: "Ý, anh lật đật đứng dậy lùi về sau, đồng thời lấy tay che mặt vì xuất hổ mà nói liên thuyên: "A a, à, à, xin, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý đâu." Anh xoay người qua hướng khác rồi dùng hai tay ôm mặt gào thét: "A, ta đang làm gì thế này?" còn nhạc sĩ ngồi lặng im đưa tay lên lau miệng thầm nghĩ cái tình tiết vô ếch rồi hôn có hơi cũ rồi không cũng trong lúc này tên thiết kiếm vì không mở miệng lên tiếng được nên chỉ biết gào kêu trong lòng tiêu thúc người đâu rồi tên thiếu gia này sắp bị bắt đi rồi này tên nhạc cư trông thấy cảnh này cũng tức tối tay cầm đuốc lửa mà nghiến răng nghiến lợi tiểu tử thúi ngươi dám thất thố với tiểu thư ta sẽ thiêu ngươi bây giờ quay lại với nhạc dĩnh bỗng cô đưa tay lên bắt lấy tay tiêu thiếu gia khẽ gọi ấy tiểu soái ca cô nhẹ nhẹ nắm lấy tay tiêu thiếu gia mà trầm giọng nói ngươi vừa mới hôn ta nói đoạn nhạc dĩnh mở to cặp mắt long lanh nhìn anh ta đã mang thai đứa con của ngươi rồi ngươi phải chịu trách nhiệm với ta nhó nghe lời này tiêu thiếu gia giật mình vội giật tay lại mà múa may hoảng loạn anh đỏ mặt nhìn nhạc dĩnh há toác mồm mà nói không nên lời hà a à, chuyện chuyện này sao có thể nàng à. thấy điệu bộ lúng cuống hoảng sợ của anh chàng nhạc dĩnh bèn phụt cười khoái chí ha 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 trong cái bộ mặt hoảng hốt đỏ bừng bừng kìa đang vui cười thích thú bỗng dưng tiêu thiếu gia nắm lấy tay nhạc dĩnh khiến cô đứng hình chỉ biết chố to mắt ra nhìn rồi anh nhìn nhạc dĩnh khẽ nói ta ta biết rồi ta sẽ chịu trách nhiệm ta sẽ đối xử tốt với nàng sẽ không không bỏ rơi nàng đâu nhạc dĩnh nghe xong thì hai mắt tròn xoe há hốc miệng ra nhìn chằm chằm vào anh mà thầm nghĩ hả nhóc con này vẫn tưởng là thật à lắp ba lắp bắp ngốc nghếch ghê luôn lẽ nào ở thời đại này vẫn có kiểu giáo dục hôn môi thì sẽ mang thai mà người lớn hay dùng để dọa trẻ con hả bất chợt tên thích kiếm ngọ nguậy làm rớt được miếng rẻ trong miệng ra mà kêu lên thiếu ra nàng ta lừa người đó lời này của hắn làm tiêu thiếu ra nghi hoặc thích kiếm lại nói tiếp đồ ngốc này nàng ta là nữ cướp người đang làm gì đấy mau về chỗ của tiêu thúc đừng quan tâm hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhạc cương đánh đấm liên hồi còn không mau ngậm cái miệng thúi của ngươi lại tiêu thiếu gia thấy thiết kiếm bị đánh liền buông tay nhạc dĩnh ra anh lùi ra xa mà bức xúc chỉ tay về nhạc dĩnh quát lên cái đồ nữ tặc nhà ngươi dám trêu gẹo bổn thiếu gia đáng ghét nhạc dĩnh không giận hay trách móc anh ta mà mỉm cười khẽ nói hi hi đã nhanh bỏ của chạy lấy người như vậy rồi sao anh ta siết chặt nắm đấm trong tay mà gằn giọng mau thả thiết kiếm ra cho ta nếu không ta không khách khí đâu bất chợt nhạc dĩnh im lặng không nói gì mà đưa mắt quan sát anh chàng trước mặt anh ta đang đi chân trần giữa trời gió rét đôi chân anh run rẩy khi liên tiếp dẫm phải đất đá vì đôi giày của anh ta một chiếc bị hất văng một chiếc bị vướng lại vào yên ngựa nhìn thấy cảnh tượng hài hước này nhạc dĩnh bất giác không nhịn được cô vội đưa tay lên che miệng lại mà hí hửng cười rồi thầm nói hi hi chân trần dẫm lên đá cái biểu cảm vừa đau vừa phải giả vờ mạnh mẽ này đáng yêu ghê gớm thấy nhạc dĩnh cứ cười mãi làm tiêu thiếu gia như bị quê mà hét lại ngươi cười cái gì có nghe người ta nói không đó anh tức tối mà thầm đổ lỗi cho con ngựa tại nó mà mới xảy ra cớ sự như này cái con ngựa thúi này ngươi cố tình đúng không chú ngựa như cảm nhận được anh ta đang trách nó vì thế nó cũng có thầm nói rõ ràng là yên ngựa của mấy người mắc lại chiếc giày liên quan méo gì đến ta nhạc dĩnh bỗng nhặt lấy cây thương trong tay rồi nói được rồi mau mang giày vào đi tí nữa mà đánh nhau thì đừng bảo chị đây ức hiệp em nha vừa nói cô vừa ném cây thương về phía tiêu thiếu gia cùng lúc anh ta cũng quỳ xuống mang lại giày và bắt lấy cây thương trong tay mà hậm hực nhìn chằm chằm nhạc dĩnh sau đó anh nhanh chóng đứng dậy cắm thẳng mũi thương xuống đất cả hai đứng đối diện nhìn nhau để chuẩn bị bước vào trận chiến tiêu thiếu gia liền thủ thế đồng thời hét lớn nữ tặc chịu chết đi chuyển cảnh ở nơi khác đám lính của tiêu gia đang chiến đấu với một đám thổ phí khác kiếm thương lao vung vút qua lại lão tiêu thúc cũng ra sức tấn công kẻ địch để bảo vệ xe lương thảo khi lão ta đã đâm trực diện tên thổ phỉ cùng lúc có một tên khác đang âm thầm núp sau thân cây quan sát và chờ đợi quay lại bên nhạc dĩnh tiêu thiếu gia đang hì hục dùng thương tấn công nhạc dĩnh anh ta liên tục đâm vào người nhạc dĩnh như điều bị cô ngăn lại nên không trúng phát nào trong khi đó nhạc dĩnh chỉ việc đứng yên mà ngạc nhiên nhìn anh tên nhạc cương thấy vậy cũng cảm thấy thắc mắc bèn hỏi tên thiết kiếm ai ta nói này huynh đệ à thiếu gia nhà các ngươi học đánh nhau kiểu gì vậy một chiêu cũng không trúng nói đoạn hắn chống cảm tựa lên người thiết kiếm mà ngẫm nghĩ rồi lên tiếng nghi hoặc không phải hắn chỉ toàn đánh tượng gỗ chưa từng đánh nhau với người thật bao giờ đấy chứ thiết kiếm lại bị nhét rẻ vào miệng mà thầm lo lắng thở dài hay dạy thiếu gia phương pháp đều là bà ngoại và các thím bình thường thiếu gia đều đấu với họ tuy rằng chưa thức thuần thục như đối với phái nữ thiếu gia vốn không thật sự mạnh tay kiểu này chắc thành tù binh thật rồi nhạc dĩnh vừa đánh vừa khẽ cười thích thú khi thầm nhận ra tiêu thiếu gia tuy rằng từng bước ép sát nhưng chưa nào cũng tránh né không gây thiệt hại đúng thật là một sweet boy biết thương hương tiếc ngọc nha đằng sau vừa hay có cành cây ta có kế hay rồi. Tiêu thiếu gia thấy nhạc dĩnh không tập trung đánh mà bức xúc hét lên, đánh cho đàng hoàng vào, đừng có làm bộ mặt cười thầm đầy nữa. Đột nhiên nhạc dĩnh nhảy vọt lên đu bám trên cành cây cao đồng thời lên tiếng tiểu soái ca chúng ta cá cược một phen xem thế nào. Tiêu thiếu gia vì thấy nhạc dĩnh bất ngờ đu trên cây mà hốt hoảng kêu lên ngươi là khỉ thành tinh à? Giây tiếp theo nhạc dĩnh bỗng phóng lộn người nhà xuống, cô cầm thương lao tới chỗ tiêu thiếu gia và nói tiếp chúng ta sẽ tỉ thí một trận nếu ta thua lương thảo và thiết kiếm đều trả hết cho ngươi thấy cô đột ngột tấn công tiêu thiếu gia cũng hốt hoảng quay lại anh hoang mang vội vàng đưa thương lên để cản phá đòn công kích của nhạc dĩnh tuy nhiên nhạc dĩnh lại nhanh tay hất mạnh cây thương của anh ta ra đồng thời từng bước dồn anh ta lùi về sau đến khi đầu anh đập trúng vào thân cây nhạc dĩnh chật nhau mắt cùng anh khẽ nói như nếu ngươi thua ngươi phải theo ta về làm tướng công của thủ lĩnh nhé tiêu thiếu gia có chút ngơ ngác thầm nói lại thủ lĩnh tướng công ư anh bức xúc vung hai tay lên cao ném cả cây thương mà hét toáng lên đùa gì vậy trời ta đường đường là đại thiếu gia của tiêu gia vậy mà bắt ta gả cho ngươi làm tướng công của thủ lĩnh thấy anh ta ném bỏ vũ khí trong tay nhạc dĩnh cũng lập tức vứt luôn cây thương của mình xuống đất và cô làm vẻ mặt thích thú gieo lên vũ khí rơi rồi ha ha ngươi thua rồi tướng công tiêu thiếu gia giơ hai tay đan chéo trước ngực như thể đồng tình mà quát lại éo à không tính ta chỉ là nhất thời kích động với với lại ai thèm về trại thổ phỉ các ngươi qua cửa làm dễ cơ chứ thấy sự hoảng loạn của anh ta tên nhạc cương chợt nhếch mép cười nhạt thủ lĩnh biến thành con dễ qua cửa rồi thiếu gia nhà mấy người bắt đầu nói loạn hết lên rồi tên thiết kiếm thầm nói với giọng bất lực ầy bọn ta quen rồi cha nội ơi nhạc dĩnh nghe anh nói vậy bèn quay lưng lại ngẫm ngợi lát sau cô chợt đưa ra gợi ý thì ra là ngại không muốn qua cửa hở vậy thì ta gả cho ngươi là được rồi mà sự ngây ngơ của nhạc dĩnh làm tiêu thiếu gia càng thêm bối rối tiếp tục gào lên lời như vậy sao có thể tùy tiện nói ra như thế ngươi không biết ngượng hả hơn nữa ngươi là một thổ phỉ sao có thể gả vào tiêu ra một bước thành phượng hoàng chứ nói cho đã miệng rồi anh mới dựng lại khi biết mình hơi quá lời bèn nói lại không phải ta không có ý đó lời này làm nhạc dĩnh tức đen cả mặt mà thầm bức xúc tuy biết là hắn căng thẳng nên mới ăn nói bậy bạ nhưng ta vẫn muốn đâm hắn một nhát ghê cô liền quay lại nói với tiêu thiếu gia ta nói người ấy hả, à? đừng có căng thẳng nữa được không nhưng khi cô ta quay lại thì bất ngờ không thấy anh ta đâu mà ngơ ngác nói ấy người đâu hóa ra anh ta đi về phía con ngựa mà rút thanh kiếm ra rồi anh quay lại nói với nhạc dĩnh lại đây lần này chúng ta đọ kiếm đi nhạc dĩnh vác cây thương trên vai nhìn về hướng anh mỉm cười nói sao tự dưng lại rút kiếm ra rồi nhà thương ở dưới đất lên là được mà chơi như vậy không vui đuổi đi tiêu thiếu gia làm vẻ mặt lạnh lùng tự đắc không muốn đọ kiếm sao nếu ngươi không dám thì mau thả thiết kiếm ra nhạc dĩnh liền ném bỏ cây thương xuống đất mà bảo không phải ý ta là đấu thương thì ngươi còn thắng ta được một ván nhưng mà cùng lúc cô đưa tay về sau ra hiệu tên nhạc cương liền hiểu ý mà ném cho cô thanh kiếm tiểu thư bắt lấy nhạc dĩnh bắt lấy thanh kiếm trong tay rồi nhanh chóng rút kiếm ra khỏi võ nói tiếp nếu đọ kiếm với ta thì tim ngươi sẽ vỡ tan không còn mảnh vụn nào luôn đó thấy điệu bộ dứt khoát của nhạc dĩnh cùng lời nói khinh khi mình tiêu thiếu gia nghiến răng tức xịt khói lỗ tai anh ức chế cầm kiếm giơ lên lao nhanh về phía nhạc dĩnh rồi há toác mồm gào lên a à, ngươi hiếp người quá đáng nhạc dĩnh không những không tức giận mà còn tươi cười lên tiếng khen ngợi ai dô điệu bộ tức giận trong xinh xẻo ghê đột nhiên cô ta trông thấy điều gì mà thất kinh chừng mắt ra nhìn ngay lập tức nhạc dĩnh cùng gương mặt lạnh lùng cầm kiếm lao thẳng đến chỗ tiêu thiếu gia cô nhanh chóng giơ tay lên cao và phóng thanh kiếm lao đi xoẹt qua đỉnh đầu của anh ta lưỡi kiếm của cô đã chém trúng một mũi tên từ xa đang lao tới ngay khi mũi tên bay xẹt ngang qua đầu cô cũng là lúc lưỡi kiếm của tiêu thiếu gia chém trúng vào bả vai của cô cũng trong lúc này thanh kiếm của nhạc dĩnh cũng đang lao về phía tên thích khách vừa phóng tên kia khiến hắn kinh hãi thốt lên cái quái gì thế này về phần nhạc dĩnh máu từ vết thương không ngừng rơi tòn tòn xuống đất thấy thanh kiếm của mình vẫn còn trên người nhạc dĩnh tiêu thiếu gia thoáng chút ngỡ ngàng nói ngươi sao ngươi không tránh đi mà còn xông lên ta đâu muốn làm hại ngươi nhạc dĩnh nhẹ nhàng bắt lấy lưỡi kiếm của tiêu thiếu gia ra khỏi người rồi khẽ nói ngốc đương nhiên ta biết ta chặn kiếm là vì đằng sau ngươi có người lén phóng tên ta đảm bảo không phải người của ta tốt nhất ngươi nên về điều tra đi tiểu thiếu gia lúc này buồn bã đang cảm thấy hối hận vì đã làm nhạc dĩnh bị thương tuy nhiên nhạc dĩnh lại đưa mắt nhìn sang nhạc cương rồi ra lệnh được rồi nhạc cương ra hiệu đi bảo bọn nhạc dũng rút về chạy đi nhạc cương dù nghe theo mệnh lệnh nhưng hắn lại nhìn nhạc dĩnh mà nói với giọng lo lắng vâng nhưng mà tiểu thư vết thương của người nhưng nhạc dĩnh lại mạnh mẽ lên tiếng trấn an ầy nhà ngươi lo lắng cái quái gì thổi hiệu đi nhạc cương liền bảo vâng ạ à. sau đó nhạc dĩnh quay lại hỏi tiêu thiếu gia nè ngươi tên là gì nghe hỏi tên anh ta ngơ ngác chỉ tay vào người mình lắp bắp nói a à, ta tên là tiêu nghị nhạc dĩnh lao lên ngựa đồng thời đưa tay lên che lại vết thương mà nhìn xa xăm nói tiêu nghị hở tên hay phết đấy hôm nay không đánh được nữa rồi ta về trước đây có điều tiêu nghị này cô liếc mắt nhìn anh khẽ nhắc lại ta nói ta gả cho ngươi không phải nói đùa đâu nha lần sau nếu gặp lại ta chắc chắn sẽ khiến ngươi trở thành người đàn ông của ta lời này của cô làm tiêu nghị sừng sốt chỉ biết lặng im đứng nhìn lát sau lão tiêu thúc cũng đi đến cất tiếng gọi anh thiếu ra người không sao chứ có bị thương chỗ nào không tiêu nghị liền bảo không sao tiêu thúc đám thổ phỉ đó đâu tiêu thúc cho biết bọn họ đã rút hết rồi nhưng có vài xe lương thực bị cướp đi rồi, tổn thất cũng không nhiều. Tiêu Nghị nhớ lại chuyện bị tập kích vừa rồi mà nghiêm giọng nói, "Tiêu Thúc, vừa nãy khi ta giao đấu với nữ thổ phỉ, đằng sau lại có người lén phục kích ta." Lão Tiêu Thúc hốt hoảng kêu lên, "Sao cơ? Vậy?" Nhưng Tiêu Nghị lại lên tiếng nghi hoặc, "Kẻ đó không phải là thổ phỉ, có thể là người trong đoàn, xin người hãy âm thầm điều tra xem." Lão Tiêu Thúc bèn nói, "Ta biết rồi." Bất chợt Tiêu Nghị nhặt lấy vỏ kiếm cầm đi, đồng thời quay sang nói với lão Tiêu, "Vậy người đưa quân đi trước đi, lát nữa ta theo sau." Tiêu Thúc ngạc nhiên hỏi lại, "Thiếu gia, ngài lại muốn làm gì?" nghe hỏi tiêu nghị cao có lên tiếng đáp lại là đi tiểu đó cần ta nói hẳn ra sao nghe vậy lão tiêu liền bảo à đi 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 nhưng khi tiêu nghị vừa quay lưng rời đi thì lão tiêu thúc nhìn theo mà thầm thắc mắc có điều đi tiểu mà đem theo kiếm để làm gì nhỉ rồi lão tiêu cũng dẫn đội quân rời đi tiếp tục tiến về phía trước trước khi trời tối phải đến được trấn thanh hà về phần tiêu nghị anh đang đi tìm kiếm tên thích khách mà lẩm bẩm suy tính kẻ bị găm vừa rồi đứng ở vị trí này chắc là ở đoạn này một lúc sau anh cũng tìm thấy một tên bị kiếm đâm nằm gục dưới gốc cây à đây rồi đúng là bị đâm trúng rồi đằng ấy cũng lợi hại phết nhỉ? Tiêu nghị bước lại gần thi thể tên thích khách, anh vừa rút kiếm ra khỏi người hắn vừa quan sát, nhìn tướng mặt của người này là người Tây nhung sao? Tiêu nghị tỉ mỉ cho kiếm vào lại vỏ, gương mặt buồn bã thầm suy tư, nói gì thì cũng là vì cứu mạng ta, lần sau chạm mặt trả lại cho nàng ta là được. Bất giác anh xoay người bỏ đi, gương mặt đỏ bừng mà liên tục thở gấp có gắt lẩm bẩm, đúng thật là sao ta phải làm người tốt cơ chứ, làm như kiểu thích nàng ta không bằng. Chuyển cảnh, buổi tối ở ngoài trấn Thanh Hà, đội quân của Tiêu nghị cắm lửa trại dừng chân bên cạnh một dòng sông những quân lính thay phiên nhau đứng canh gác bên trong túp liều tiêu nghị đang nằm ngủ một cách ngon lành bỗng anh trằn chọc nhăn nhó khi đang chìm vào giấc mộng hình ảnh nhạc dĩnh mỉm cười nhìn anh khẽ gọi tiêu nghị tiểu soái ca trong mơ anh đang kêu gào ta ghét ngươi ghét ngươi ghét ngươi cùng lúc lão tiêu thúc cũng ở chung liều với anh ta trong mơ tiêu nghị bị nhạc dĩnh giật đuổi theo anh luôn miệng bảo ngươi tức giận trông xinh đẹp quá đi à tiêu nghị thì sợ hãi bỏ chạy kêu la mau tránh xa ta ra Như nhạc dĩnh nào buông tha anh dễ dàng mà kêu gọi tướng công đừng chạy mà tiêu nghị nghe cô gọi mà kinh hãi hết lên ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ đồ xấu xa không cần mặt mũi à bỗng nhiên nhạc dĩnh lôi ra một sợi dây thừng đã được lọng vòng sẵn mà tự tin lên tiếng tóm được ngươi rồi ta phải gả cho ngươi tiêu nghị bị bắt trói lại mà thầm kinh ngạc ối trời ơi moi đâu ra dây thừng vậy bà nội dây sau anh lại hét toáng lên ngươi nằm mơ à mau thả ta ra đồ đáng ghét ngay lập tức nhạc dĩnh kéo tiêu nghị lại gần đồng thời túm lấy cổ áo của anh ta cô nhắm mắt lại rồi chu mỏ từ từ áp sát lại gần anh cảnh này làm hai má tiêu nghị đỏ bừng bừng quay lại hiện tại lão tiêu thúc thoáng nghe tiếng rên ươm ươm từ tiêu nghị mà bỗng quay qua nhìn lão tiến lại gần giường tiêu nghị để quan sát thì thất kinh khi thấy anh đang nằm ngủ mà chu mỏ ra còn rên ươm ươm lão tiêu thúc mỉm cười thầm bất lực thằng nhóc này đường hành quân xa như thế mà vẫn mơ được loại giấc mơ này chẳng hiểu chịu sự kích động của cái gì quay lại giấc mơ của tiêu nghị lúc này anh cũng bằng lòng đáp lại nụ hôn của nhạc dĩnh mà thầm nghĩ, đại trưởng phu chân dài vai rộng không phải chỉ là hôn môi thôi sao trong khoảnh khắc quan trọng đột nhiên nhạc dĩnh hét lên cẩn thận làm tiêu nghị giật mình mở mắt không đợi tiêu nghị kịp phản ứng Nhạc Dĩnh liền lao thẳng lên phía trước, cô không ngần ngại mà đứng chắn cho anh một đòn ám sát chí mạng. Máu từ trong cơ thể của Nhạc Dĩnh bắn cả vào mặt Tiêu Nghị, khiến anh tái xanh mặt mày vì kinh hãi. Anh bàng hoàng tỉnh giấc ngồi bật dậy, gương mặt hốt hoảng và cả mồ hôi mà hét thất thanh á. Lão Tiêu Thúc nằm bên cạnh cũng giật mình bởi tiếng hét của anh mà ngồi dậy lo lắng hỏi: "Sao vậy thiếu ra Tiêu Nghị im lặng không trả lời mà ngồi thở hỗn hển. Sau một lúc bình tĩnh lại, Tiêu Nghị quay sang nhìn lão Tiêu khẽ nói: "Tiêu Thúc, ta không sao, chỉ là mơ thôi." Tiêu Thúc nhìn thấy Tiêu Nghị thất thần cũng thở dài lên tiếng: hay dù sao đây cũng là lần đầu tiên người ra ngoài không biết người đi đâu gặp phải thứ gì bị dọa rồi phải không người còn phải chịu va đập nhiều đừng nghĩ nhiều nữa mau ngủ đi tiêu nghị nhắm mắt lại để tịnh tâm mà bảo vâng bỗng nhiên anh cảm thấy phần dưới của mình có vấn đề nên anh bèn vén chăn lên kiểm tra rồi anh bỗng đỏ mặt thầm ngại ngùng chết tiệt phải đi giặt quần rồi mất mặt quá nghĩ thế anh liền âm thầm ra bờ sông ngồi giặt đồ giữa đêm khuya gió lạnh anh liên tục nhảy mũi rồi cả người run rẩy thầm bức bối hích lạnh chết mất mũi anh cứ sụt xịt mà thầm chết móc ta đường đường là bổn thiếu da của tiêu gia, thế mà đêm hôm hướng gió lạnh ngồi giật quần đều là bị đằng ấy hại ứ ừ. vì mải mê nghĩ ngợi lung tung nên anh làm rơi luôn chiếc quần xuống sông mà kinh ngạc kêu lên Ôi. tiêu nghị nhìn theo chiếc quần bị dòng nước cuốn trôi mà tự trách vãi lở sao mà nhếch nhác quá đi mất biết thế đã mang theo cái quần lót rồi không nghĩ nhiều anh liền bước chân xuống sông đi men theo dòng chảy với tay nhặt lại chiếc quần mà lẩm bẩm đúng là cái quần đang mặc cũng ướt luôn rồi khi đã nhặt lại được chiếc quần anh lại thở dài than vãn chán quá đi thôi lần đầu xuất quần mà lại bất chợt anh nghe thấy điều gì mà kinh ngạc đưa mắt ngước nhìn sau đó là tiếng hét thông báo vang dội trong đêm có địch phục kích thoáng chốc anh vội vã chạy lại vào liều mà chỉnh trang y phục sau đó đi đến gặp lão tiêu hoang mang hỏi lại tiêu thúc có chuyện gì vậy lão tiêu nghiêm mặt báo lại thiếu ra có một thất ngựa từ hang núi mò tới đây đang vô vét cướp bốc trong trấn thanh hà nghe xong tiêu nghị vội vàng xoay người bỏ đi đồng thời nói thế thì còn đợi gì nữa mau đi cứu người thôi tuy nhiên lão tiêu thúc lại nắm tay anh nhíu lại lên tiếng ngăn cản không được thiếu ra nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ lương thảo không phải người nói trong quân còn có mật thám sao? Nếu chúng ta chia binh ra, có người tác chiến thì phải làm sao? Nếu không còn lương thực thì đó là đại tội làm lụy bại quân cơ. Tiêu Nghị nghe xong liền quay lại nhìn lão Tiêu Thúc nói với giọng bức xúc, "Vậy tức là không muốn xuất binh đúng không? Dương mắt nhìn những đồng bào của chúng ta bị đám hỗn loạn đó tàn sát sao?" Tiêu Thúc cũng cương quyết ngăn cản, "Tóm lại, ta sẽ không để người đi, đây là kế dương đông kích tây đó." Tới đây, Tiêu Nghị không kiềm chế được sự tức tối mà hét vào mặt Tiêu Thúc, "Lương thực bị người khác cướp đi còn có thể giành lại được, nhưng mạng người mất rồi thì không thể lấy lại. Những người dân này không phải họ đều nương nhờ vào sự bảo vệ của tiêu gia chúng ta sao chúng ta mặc kệ không quan tâm như vậy có phải với bọn họ không thấy sự lo lắng của tiêu nghị cộng thêm những lời anh vừa nói cũng có lý lão tiêu thúc cũng ngập ngừng khẽ gọi thiếu gia nhưng tiêu nghị đã tức giận mà không thèm quay lại nhìn lão thấy vậy lão cũng đành miễn cưỡng chấp nhận đi cùng anh thôi được rồi người cứ dẫn quân xuất phát trước đi ta mặc giáp lên rồi lập tức tới đó nhưng nhớ đừng có mà khoe mẽ gì hết đi cùng cả đội tác chiến được sự đồng ý của tiêu thúc tiêu nghị liền lên tiếng phân phó cho đội quân những binh lính thân cận theo ta đi cứu người những người còn lại thì trong trường lương thảo chuyển cảnh tại trấn thanh hà đám thổ phỉ đang vơ vét lương thực của dân mang đi bọn chúng phóng hỏa đốt nhà người dân một tên có dâu quay nón đang háo hức ra lệnh cho đàn em mau đưa lương thảo tập trung ra đằng này nhanh lên ngọn lửa đang cháy phừng phừng đỏ rực cả một trấn lúc này có hai tên thổ phí trông thấy thứ gì từ xa mà kinh ngạc ngay khi thấy đoàn quân của tiêu nghị xông tới thì một tên hốt hoảng kêu lên quân tiêu ra tới rồi cùng lúc tiêu nghị tay cầm kiếm hung hăng lao lên đồng thời lên tiếng lũ đốn mặt các ngươi đi chết đi giết giết binh lính của tiêu nghị lát tức nhào vô tấn công hai tên thổ phỉ kia cũng trong lúc này ở một căn phòng gần đó có một cô gái đang vén màn nhìn ra bên ngoài quan sát cô ta canh đúng lúc tiêu nghị vừa đi ngang qua thì liền lên tiếng kêu cứu cứu mạng có ai cứu ta với tiêu nghị nghe thấy âm thanh phát ra từ bên trong căn phòng phía trước nên khựng lại mà nhìn vào cùng lúc có một tên đàn ông cao to đang mỉm cười lôi kéo cô gái vào bên trong trong khi cô gái này đang cố gắng đưa tay cầu cứu tiêu nghị cứu cứu à, á tiêu nghị không nghĩ nhiều mà lập tức xông vào bên trong cứu người đáng ghét thả nàng ta ra đồ khốn nạn chuyển cảnh nhạc dĩnh sau khi bị thương liền quay trở lại nhà cô mặc chiếc áo ngủ ngồi trước gương nhớ lại lúc gặp tiêu nghị mà lẩm bẩm một mình hay tiếc ghê màn múa võ đỉnh cao như vậy nhưng mà chẳng lung lay gì hết cô đưa tay vuốt lấy cằm mà tự khen lấy mình nhưng mà á em đẹp em có quyền đúng là trời sinh đoàn trang có thừa mà chợt có người tay cầm miếng dán đi tới khi nghe những lời nhạc dĩnh vừa nói thì liền lên tiếng nói lại nha đầu nhà ngươi bớt tự luyến đi vừa nói người này vừa đẹp miếng dán lên vết thương trên vai của nhạc dĩnh khiến cô đau đớn mặt mày tái xanh mà nước mắt giàn rụa hết toáng lên a à, cô trợn tròn mắt ngước nhìn bà cô trước mặt mà chết móc cô cô của ta à đau quá đó người dán cao thuốc nhẹ chút đi mà bà cô nhìn nhạc dĩnh mà cáu gắt quát lại ta là hậu cô của ngươi thật là ngươi còn biết kêu đau nữa à nha đầu xấu xa ta quay về trả được cái ti cha sự gì chỉ có việc trang điểm cho nhúm lông trên người thôi đấy dán cho chặt vào rồi mau đi ngủ cho ta nói rồi bà ta cũng rời đi nhạc dĩnh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đáp lại vâng ạ à trong lúc ngủ nhạc dĩnh cũng mơ gặp được tiểu soái ca trong lòng mình mà khẽ cười hi hi tiêu nghị he he trong mơ nhạc dĩnh đang hí hửng khoe tóc đẹp với tiêu nghị tiểu bảo bối tiêu nghị ơi mau nhìn tóc mới của tỷ tỷ đi có được không này đột nhiên có bóng dáng một cô gái tóc vàng nhẹ lướt ngang qua người nhạc dĩnh làm cô khựng lại thầm ngơ ngác ấy cái vẹo gì đây bỗng nhiên tiêu nghị xuất hiện nhìn cô gái tóc vàng hai nhìn tình tứ nhìn nhau khiến nhạc dĩnh điên tiết gào lên vãi nổi tiểu tử này đứng chắn trước mặt ta làm gì thế còn con mụ chết dẫm kia là ai nữa chợt cô gái tóc vàng quay sang đưa mắt nhìn nhạc dĩnh hừ đồ tranh chùa bỗng dưng một tiếng hét thất thanh làm vang dội cả một căn phòng mở nó cùng lúc nhạc dĩnh tỉnh giấc thức dậy cô tức tối đấm mạnh một phát vào thành giường sức mạnh của cô làm thanh cây bị khuyết và đang bốc khói xèo xèo gương mặt đầy mồ hôi cô giơ nắm đấm lên như thể hiện sự quyết tâm dám giành nam nhân với bà đây ta phải giết ngươi mới hả giận nghe tiếng hét một cô gái hốt hoảng chạy vào lo lắng cất tiếng hỏi tiểu thư sao vậy có phải vết thương lại nhức không ạ à? nhạc dĩnh đưa tay lau mồ hôi trên mặt mà nhẹ giọng lại không sao, rót cho ta cốc nước. Ta gặp phải ác mộng, trong mơ thấy có con đàn bà cướp chồng của ta. Cô gái nha hoàng này có tên là Thanh Mai. Khi nghe nhạc dĩnh nói đến chồng, cô ngơ ngác không hiểu đó là gì mà hỏi lại. Chồng a? À? Thấy Thanh Mai nhìn mình, nhạc dĩnh sực nhớ ra, ở thời đại này người ta có cách gọi khác nên liền cười gượng mà lên tiếng nói lại. A à, tướng công, là tướng công đó. Ha 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 ha. Trong khi Thanh Mai đi rót nước, nhạc dĩnh bỗng bức xúc nói, tiểu tử thúi, chẳng cười với ta lấy một cái, thế mà trong mơ lại cười với con à kia hớn ha hớn hở. Thanh Mai đã hiểu ý nhạc dĩnh nên mỉm cười khuyên bảo, ai chà, chỉ là trong mơ còn gì, nếu đã la mơ thì người tức giận làm gì. Nhưng nhạc dĩnh lại chống cầm suy tư cho rằng, ta thấy giấc mơ này có điểm báo, Thanh Mai bưng ly nước đến bên giường cho nhạc dĩnh mà trêu chọc, tiểu thư, người tính đi làm bà đồng sao. Nhạc dĩnh cũng hùa theo, đi chứ đi chứ, nha đầu thúi nhà người Á Nha, nói rồi cô bưng ly nước lên uống, Thanh Mai lại hỏi, tiểu thư sắp dậy chưa ạ, nhưng nhạc dĩnh lại bảo, trời còn chưa sáng, ta nằm thêm lúc nữa, em cũng đi ngủ thêm chút đi nhạc dĩnh chợt nhớ đến biểu cảm của cô gái tóc vàng trong mơ mà thầm suy ngẫm nữ nhân đó có cảm giác kỳ quái là gì ta đáng ghét ta nhớ cái câu đồ tranh chùa đấy rồi nhé bỗng nhạc dĩnh trầm ngâm suy ngẫm rồi thầm lo lắng giấc mơ này chẳng êm ả à tí nào như nhỡ tiêu nghị gặp phải phiền phức gì Ây, tiểu tử thúi tốt nhất ngươi phải an toàn nó bất giác cô siết chặt cái ly trong tay khiến nó nứt vỡ mà kêu rắc rắc cảnh này làm thanh mai sợ hãi toát cả mồ hôi hột lắp bắp kêu tiểu tư ừ. chuyển cảnh quay lại trấn thanh hà bên trong căn phòng nơi tiêu nghị xông vào cứu cô gái tóc vàng tên đầu chọc bắt cô gái bị tiêu nghị chém trọng thương ở tay mà tức tối nghiến răng rời đi mẹ nó tha cho người đó tiêu nghị nghe hắn lẩm bẩm mà cũng cáu gắt nhìn theo hắn quát lại ức hiếp con gái người ta tha gì mà tha ngươi đừng hòng bỏ chạy đột nhiên cô gái tóc vàng lại quỳ sụp xuống cúi đầu lên tiếng cảm ơn nhằm giữ chân tiêu Nghị lại xin đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân tiêu nghị thấy vậy liền quay lại nhìn cô ta mau đứng lên đi đều là đồng bào tương trợ lẫn nhau thôi không cần cảm ơn nàng không bị thương chứ cô gái nhỏ giọng đáp lại vâng may mà có tướng quân kịp thời cứu giúp thấy cô ta đã an toàn tiêu nghị cũng xoay người định bỏ đi đồng thời cho biết ta sẽ đi tìm thủ hạ đưa nàng về nhà nhưng điều này có vẻ cô gái kia không muốn mà lại nói tướng quân cứu ta chẳng bằng không cứu còn hơn tiêu nghị khó hiểu với lời của cô ta mà quay lại hỏi hả sao lại nói thế cô ta đưa hai tay lên trước ngực gương mặt buồn bã nói thiếp bị người ta nhìn thấy thân thể mất đi sự trinh trắng dù chưa bị gì nguy hiểm nhưng ô danh này thiếp sao tẩy sạch được đây tướng quân mà đi thì nô ra càng chẳng có đường mà sống. Bỗng Tiêu Nghị hai mắt tròn xoe thầm ngẫm ngợi, cái này, ta cũng đâu cố ý mà, ta cũng không thể nhắm mắt đánh nhau, dạo này ta cứ phạm phải tội đào hoa là sao ấy nhỉ? Nghĩ rồi anh chợt đưa tay lên che miệng mà hắng giọng, vết nhơ không che được ngọc sáng, cô nương nên biết tự bảo vệ mình. Cô gái bỗng lên tiếng, "Ưm, um, thiếp hiểu ý của tướng quân rồi." Nói rồi cô ta liền lướt qua nhanh ngang người Tiêu Nghị, khiến anh có chút nghi hoặc. Cô ta chợt lao thẳng ra ngoài khóc lóc kêu la thảm thiết, "Con khổ quá mà, cha, nương, con xuống đó cùng hai người đây." cảnh này làm tiêu nghị hốt hoảng kêu lên ấy nàng đừng làm chuyện dại dột vừa nói anh vừa đưa tay nắm tay tay cô gái ngăn lại ngay lập tức cô ta xà vào lòng tiêu nghị ôm chầm lấy anh làm anh có chút kinh ngạc loạn trọn đánh rơi cả thanh kiếm trong tay tiêu nghị thầm thắc mắc tự hỏi ta đâu có dùng lực kéo nàng ta sao lại tự mình ập qua đây rồi cùng lúc cô ta lại ôm chặt lấy anh hơn nước mắt giàn rụa giọng thút thít nói vị tướng quân này cha mẹ ta đều bị người tây nhung giết hại thân thể cũng bị người ta nhìn thấy cầu xin tướng quân khai ân xin hãy đưa tiểu nữ theo với nhưng tiêu nghị lại bảo nàng hãy bỏ ta ra trước đã ta sẽ nghĩ cách tìm nơi nào đó an toàn sắp xếp cho nàng cô ta không những không buông tay mà ngước mắt lên nhìn anh nói thêm thiếp nguyện ý làm trâu làm bò nâng khăn sửa túi báo đáp ơn cứu mạng của tướng quân nếu như tướng quân không cho thì thiếp chỉ còn cách chết để chứng minh sự trong sạch hích 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 mong tướng quân cho thiếp theo hầu hạ ngài tiêu nghị hoang mang chưa biết phải làm sao anh thầm thắc mắc sao cô nương này hở tí là đòi chết thế rồi anh cũng dứt khoát từ chối khéo bên cạnh ta toàn là nam nhân không tiện đưa nữ nhân theo cùng nhưng cô gái lại đưa tay tràng qua cổ anh ghì chặt lại mà lên tiếng van nài, "Cầu xin ngài đó, tướng quân." Thấy cô ta càng lúc càng siết chặt hơn, Tiêu Nghị bèn lên tiếng đề nghị, "Không phải, nàng đừng ôm ta chặt thế, thế này không nói chuyện được đâu." Nhưng anh ta không hề hay biết trong tay cô gái này đang thủ sẵn một cây kim châm. Cô ta giả vờ từ từ đưa kim lên chuẩn bị tư thế đâm, đồng thời lên tiếng nói, "Tạm biệt." Nhưng ngay khi cô ta vừa di chuyển tay đưa lên cao, chuẩn bị đâm kim vào người Tiêu Nghị, thì bất chợt bên ngoài có tiếng kêu gọi Tiêu Nghị, "Tướng quân!" lúc này anh mới giật mình nhận ra đám quân lính đang tìm mình dây sau hình ảnh của lão tiêu thúc đang vén màn bước vào khẽ gọi thiếu ra điều này làm cô gái kia hốt hoảng mà đánh rơi kim châm nhưng vì hoảng quá nên cô ta đã vô tình đâm chúng vào tay mình cô nhăn nhó vì đau đớn mà dùng tay còn lại ôm lấy chỗ đau lão tiêu thúc trông thấy tiêu nghị bèn lớn tiếng hỏi tiểu tử thúi trốn trong này làm gì thế sợ bị hiểu lầm tiêu nghị lập tức quay lại giải thích không phải đâu tiêu thúc cô nương này nàng ấy tiêu thúc nhìn anh bỗng nghiêm giọng chỉ trích những kẻ tây nhung đó đã bị đuổi đi hết rồi mọi người đang thu dọn ngươi thì hay rồi ở đây ôm ôm níu níu con gái nhà người ta tiểu tử thúi nhà ngươi thấy sắc là mờ mắt nghe những lời này tiêu nghị tức tối quát lại nghe người nói kìa ta là loại người này sao tiêu thúc có gắt túm lấy đầu tiêu nghị lôi đi có lời gì quay về hãng nói đóng lương thảo kia không được để mất xảy ra chuyện ai cũng lo lắng hết đi tiêu nghị cũng im lặng mà ngoan ngoãn đi theo lão tiêu cô gái tóc vàng thấy tiêu nghị sắp đi bèn lên tiếng nói với giọng đáng thương xin tướng quân thương cho mang theo tiểu nữ theo với lão tiêu thúc liền quay lại nhìn cô ta mà lớn giọng đáp lại đừng có nhiều sự nếu ngươi thật sự không có chỗ đi thì ta sẽ đưa ngươi về quê đó đã là chiếu cố ngươi lắm rồi nói xong cả hai người liền rời đi cô gái liền nói với theo không phải tướng quân bỗng dưng chỗ vết thương bị kim đâm lúc nãy của cô ta đang đau lên cô ta ôm chặt cánh tay đau mà nghiến răng cố chịu ái đáng ghét lại phát tác rồi cô nhanh tay lục lọi tìm kiếm trong người rồi đem ra một viên đan liền cho ngay vào miệng cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trung như đang mưu tính chuyện gì đó chuyển cảnh nhạc dĩnh thức dậy đi ra ngoài hít thở không khí mà thầm suy tư hay ngủ cứ chập chờn kết quả là ngủ không được tại giấc mơ kia mà bây giờ trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi chợt cô nhớ đến hình ảnh tiêu nghị mà thầm mông lung tên tiểu từ đó trong mặt mũi có vẻ ngây ngô chắc không phải là một tên hay trêu hoa gạo nguyệt đâu nhỉ chả sao bà đây nhìn chúng ngươi rồi cho dù ngươi có đào hoa thật ta vẫn phải bắt ngươi về sau đó từ từ dạy dỗ là được ồ hồ hố nhạc dĩnh giơ cánh tay lên cao mà thầm cười khoái chí tiêu nghị cực đáng yêu nhỏ bé tỉ tỉ tới cưới ngươi đây bất giác cô lớn tiếng cười to ha 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 nghĩ đến đây là ta đã thấy phấn khích rồi cùng lúc bà cô cô cũng đi tới trông thấy nhạc sĩ đứng la hét một mình bà cô liền lao tới đánh vào đầu cô một cái khiến cô sắp mặt cái con nha đầu này mới sớm bảnh mắt đã phát điên cái gì đấy bị đánh bất ngờ nhạc sĩ ấm ức quát lên ái ra cô cô à bà cô bỗng lên tiếng ấy lần này gọi đúng rồi đấy cũng trong lúc này hai huynh đệ nhạc cương và nhạc dũng đang lấp ló sau tường vách lén nhìn nhạc cương khẽ nói bà cô lại ra tay rồi đợi lát nữa quay lại tìm tiểu thư sau vậy bên này bà cô cô tức tối la hét đúng thật là con nha đầu nhà ngươi kể từ lúc chuyện lần trước xảy ra cứ như biến thành đứa điên đi khùng khùng có sức để phát điên thì sao không đi luyện chữ đi nhạc cương chợt trố mắt kinh ngạc khi nghe lời bà cô vừa nói về phần nhạc dĩnh khi không lại bị bắt đi luyện chữ cô bèn tìm lý do để trốn tránh này cô cô à vết thương của con còn đau mà để con nghỉ mấy ngày không được sao bà cô lại nghiến răng bực tức khi nhắc đến nhạc dĩnh mà nói thêm sau lần xảy ra chuyện chữ thì xấu may vá thì dở chỉ giỏi khua môi múa mép nghe bà cô cằn nhằn nhạc dĩnh thầm nói trong lòng tại mình ở thời hiện đại mấy việc này cũng có làm nổi đâu nhưng ngược lại đánh nhau thì chương án thằng nào trừ cái lúc sơ sẩy bị con điên kia đẩy xuống lầu uổng cái danh đệ nhất của mình bà cô lại tiếp tục càm giảm bên tai nhạc dĩnh bây giờ đã 18 tuổi rồi ngoài khua môi múa mép mép ra thì chẳng biết làm cái gì làm sao mà lấy chồng đây bất giác nhạc dĩnh nghe bà cô nhắc đến chuyện lấy chồng mà hốt hoảng lập tức lên tiếng từ từ đã cô cô con đã có người trong lòng cô cô đừng có làm mối bừa cho con đấy nha con đã nhìn chúng rồi thì là của con nếu hắn không đồng ý thì con vẫn cướp về đây lão cô cô nghe cô nói thì buông lời xem thường thận trọng có hiểu không cái gì gọi là thận trọng hả người như thế này mà có nam nhân nhìn chúng ngươi thì ta váy hắn bằng cụ bị xem thường ra mặt nhạc dĩnh tức tối hét lên con là cháu gái ruột của người đó sao người có thể nói cháu ruột của người như vậy chứ thấy bà cô buồn bã nhạc dĩnh liền xuống nước đẩy cô cô rời đi mà nhẹ giọng nghe lời được rồi cô cô à người đi làm việc của người đi con chuẩn bị chút rồi đi luyện chữ được không này lão cô cô cũng bất lực chỉ biết thở dài với cô ai ra cái con nha đầu này thật là nhạc dĩnh làm nũng nói lại vâng vâng mặt khác nhạc dũng và nhạc cương đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô cháu nhạc dĩnh trong khi nhạc cương ngồi buồn bã ủ rũ không nói gì thì nhạc dũng lại tươi cười bảo tiểu thư đúng là chỉ có mỗi một trò có điều nghĩ lại tiểu thư tính tình hoạt bát thế này chẳng giống mấy tiểu thư dài cắt chút nào đúng không không nghe nhạc cương trả lời lúc này nhạc dũng mới nhận ra sự trầm tư trên gương mặt hắn mà ngạc nhiên hỏi huynh sao vậy đột nhiên nhạc dĩnh đi tới ló đầu ra sau vách tường ngăn cô dùng ánh mắt đầy sắc khí nhìn huynh đệ bọn họ mà bất ngờ lên tiếng này hai ngươi gan to gớm trốn ở đây nghe cô cô mắng ta hả ngứa tay ngứa chân rồi phải không sự xuất hiện đột ngột của nhạc dĩnh làm cả hai huynh đệ đều kinh ngạc nhạc dũng giật này mình quay lại nhìn nhạc dĩnh mà hét toáng lên á rồi hắn bình tĩnh lại buông lời xu nịnh làm gì có đâu tiểu thư chỉ là đến nghe tiểu thư sai bảo mà ha 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 nhạc dĩnh lại nói nếu đến rồi thì bỗng cô trông thấy nhạc cương ngồi thất thần một góc mà ngạc nhiên gọi hắn nhạc cương nhưng hắn không trả lời mà đưa mắt buồn bã nhìn vào khoảng trung thấy vậy nhạc dũng khẽ gọi lại ta tiểu thư gọi huynh kìa cũng trong lúc này nhạc dĩnh cũng buồn man mán rồi hồi ức bỗng hiện lên trong đầu của nhạc dĩnh và nhạc cương cũng vì lý do này đã khiến cho nhạc dĩnh xuyên không tới đây cô vốn là một nữ tổng tài xinh đẹp trong một buổi đi dự tiệc khi mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng có người kiếm chuyện cùng cô cô cười khẩy rồi đáp lại một con nhãi nhép 28 tuổi mà lớn tiếng như thế chê mình ra sao cũng trong khi đó ở một nơi khác nhạc dĩnh tiểu thư trong một lần đi săn với nhạc cương cô phát hiện ra con mồi bỏ chạy liền lên tiếng nhạc cương vật săn bị thương rồi nó chạy chưa xa đâu mau đuổi theo đi nhạc cương bỗng reo lên tiểu thư bên nó quay lại với nữ tổng tài cô bị một cô gái tóc vàng lao tới hét vào mặt con tiện nhân họ nhạc dám cướp chồng tao tao cho mày chết nói rồi ả à, ta liền đẩy nữ tổng tài ra sau vì bị đẩy bất ngờ nên cô bị rơi xuống cầu thang làm mọi người có mặt đều hốt hoảng kêu lên dĩnh tổng cùng lúc ở bên kia nhạc dĩnh tiểu thư cũng bị trượt chân mà rơi xuống vách núi khiến nhạc cương hoảng loạn gào lên tiểu thư nhưng khi vừa mở mắt tỉnh dậy nữ tổng tài đã thấy nhạc cương khóc nức nở và nhận ra mình đang ở một thế giới khác cũng từ đây cô biết mình đã xuyên không quay lại hiện tại nhạc sĩ nhìn nhạc cương mà thầm nhận ra vấn đề tên nhóc này tận mắt nhìn thấy mình rơi xuống khi cô cô nhắc lại chuyện này chắc nó khó chịu lắm nói ra sau khi mình xuyên không người đầu tiên mình gặp chính là nhạc cương nghĩ rồi cô bước tới nhằm trấn an động viên hắn mà vỗ bốp bốp vào vai nhạc cương khẽ gọi này tiểu quỷ cô vui vẻ lên tiếng cho biết lúc đó ta tự mình ngã xuống không phải lỗi của ngươi không ai trách ngươi đâu cho nên đừng ăn vạ nữa nghe cô nói nhạc cương bỗng ngước mắt lên nhìn cô mà ngớ ngẩn đưa tay lên gãi đầu nhạc dĩnh lại nói tiếp với lại khi ấy may mà có người tới tìm ta mang ta về nếu như ngươi sợ hãi bỏ chạy chắc ta đã đói chết trong núi rồi đúng không này sốc lại tinh thần đi đàn ông con trai gì mà cả ngày cứ buồn thiêu như thế thì ra thể thống gì nữa đôi mắt nhạc cương long lanh nhìn chằm chằm nhạc dĩnh mà nghe cô nói hắn ta bỗng òa khóc miếu máo ngoan ngoãn nghe lời vâng tiểu thư mọi người cùng nhau vui vẻ cười đùa nhạc dĩnh bỗng trêu chọc nhạc cương Đồ mít ướt nhà ngươi lại sắp khóc rồi, Nhạc Dũng khẽ thắc mắc bèn nói, tiểu thư tự dưng dịu dàng thế, Nhạc Dĩnh liền cau có quát hắn, Nhạc Dũng, ngươi ngứa đòn hả, mau đi tìm Thanh Mai đi, bảo con bé giúp ta cải nam trang, nghe xong cả hai huynh đệ đều đồng thanh hét lên, hả? À, chuyển cảnh, sau một lúc hóa trang, Nhạc Dĩnh trong bộ dạng con trai mà tập đi đứng chờ đúng nam nhân, ngẩng đầu, ưỡn ngực, bước đi khoang thai chững trạc, sau đó cô cùng Nhạc Cương và Thanh Mai đi ra bên ngoài ngục tỏa dương, trên đường đi cô thầm cho rằng, ta chính là tên bảnh trai nhất ở đây. Thanh Mai đi bên cạnh thấy mọi người luôn nhìn theo bọn họ mà khẽ lên tiếng hỏi, tiểu thư, không phải người nói muốn âm thầm ra ngoài nên mới cải nam trang sao, nhưng sao lại còn khoa trương như thế. Bất chợt nhạc dĩnh bức bối quay lại chừng to mắt nhìn Thanh Mai mà quát thẳng vào mặt cô, ngươi còn dám nói chuyện giả trai. Ta sai ngươi giả nam trang thì ngươi lại lấy ván gỗ ép ngực bà đây, bây giờ cuộc sống khó khăn, ngươi muốn ngộ sát ta để thừa kế sơn chạy hở. Thanh Mai hốt hoảng rồi lại lúng túng chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau rồi giải thích, đó là bởi vì cái chỗ đó của tiểu thư to quá, nếu như không giấu đi thì thay quần áo gì cũng sẽ nhận ra người là nữ mà. Nghe Thanh Mai nói vậy Nhạc Dĩnh liền vui cười tự đắc, đương nhiên rồi, 36D tùy tiện là có ý mà. Hô hô hô, rồi cô lại nghĩ thầm, Nhạc Dĩnh của thời đại này giống mình ghê, gen nhà họ Nhạc chúng ta đỉnh thật. Còn Thanh Mai lại đang ngơ ngác với những câu từ độc lạ của Nhạc Dĩnh, 36D là sao a? À? Bỗng dưng lúc này cô gái tóc vàng vô tình đi lướt qua Nhạc Dĩnh một cách vô tình, Nhạc Dĩnh cũng tự tò mò liếc mắt nhìn theo. Ngay khi cô gái tóc vàng đi đã xa, Nhạc Dĩnh bất giác kinh ngạc quay lại nhìn theo bóng lưng cô ta, điều này làm thanh mai cũng nghi hoặc liếc mắt nhìn theo sau đó cô nhìn biểu cảm của nhạc dĩnh mà lên tiếng suy đoán sao thế tiểu thư nữ nhân đó có gì sao chắc không phải là người cướp tướng công của người trong mơ đấy chứ nhạc dĩnh cứ dán mắt nhìn về trước mà hờ hững nói nhìn thì giống nhưng chỉ là mơ thôi không thể kết luận bừa được cô thoáng chút sự bất an mà lên tiếng cảnh giác tóm lại vẫn nên nhớ tướng mạo của nàng ta cứ có cảm giác không phải là người bi tốt bỗng nhiên nhạc cương lại bảo ta thấy nữ nhân đó xinh ghê tiểu thư không phải đang ghen tị đó chứ Nhạc Cương vừa dứt lời thì bị Nhạc Dĩnh đánh trong một phát xương u cục tổ bố trên đầu mà nằm gục dưới đất. Một lúc sau tại cổng lớn của tòa Dương Quan, bên ngoài có một đám người bị bắt giam trong khung sắt mà kêu la oan ủa, thả ta ra, tướng quân, ta không cố ý ăn đồ của bá vương. Cùng lúc đám người của Nhạc Dĩnh đi tới, Thanh Mai chợt thấy mọi người bị giam giữ mà lên tiếng, nhiều phạm nhân như thế, cách làm việc của ngục tòa Dương là giản đơn thô bạo. Đương nhiên, ngục tòa Dương là nơi quan trọng, không phải chuyện gì cũng qua loa được, cách tốt nhất là cứ nhốt hết lại rồi thẩm vấn sau đột nhiên nhạc cương cúi xuống nhặt lấy một hòn đá sau đó hắn liền ném thẳng về phía trước và hét lên chết này cảnh này làm nhạc dĩnh hốt hoảng chỉ kịp thốt lên ấy cùng lúc một tên áo xanh trong mục bị viên đá ném trúng mà ngã ra sau hét toáng lên cúi ra nhạc dĩnh cau có quát lại nhạc cương cái đầu nghịch ngợm suốt ngày láo nha láo nháo nhạc cương gãy đầu cười gượng he he bọn chúng cũng chả phải người tốt lành gì còn đòi tha mạng ngứa tay ấy mà nhạc dĩnh thấy tên áo xanh ngồi ôm đầu đau mà trầm ngâm buồn bã cô bỗng lên tiếng ra lệnh thanh mai ngươi đi hỏi lính canh cái người bị nhạc cương ném chúng kia bị tội gì không phải tội lớn thì thả hắn ra thanh mai tuy nghe lệnh nhưng lại thắc mắc dạ tiểu thư thả hắn ra làm gì nhạc dĩnh cho rằng có cảm giác hắn không phải người xấu nhưng thanh mai khó hiểu lại hỏi tại sao ạ à? sự mê trai bỗng hiện rõ lên gương mặt nhạc dĩnh bởi vì trai đẹp chắc chắn không phải là kẻ xấu ô hô hố thanh mai hụt hẫng bèn nói phục người luôn đó tiểu thư còn nhạc cương lại thầm nghĩ từ khi xảy ra chuyện tiểu thư như biến thành kẻ háo sắc vậy lát sau mọi người cùng nhau đi vào một quán trọ sau khi nghe tên áo xanh kể lại sự tình nhạc dĩnh ngạc nhiên thốt lên hả à, ngươi là người của tiêu tướng quân không phải chứ tên áo xanh gãy đầu ngại ngùng cho biết vâng tiểu nhân tên tạ Cẩn, từ nhỏ đã chơi với thiếu gia của tiêu gia hôm nay đa tạ công tử cứu mạng nếu không ta đã bị kéo lê đi rồi nhạc dĩnh cầm ly trà mà nhìn tạ cần ngẫm ngợi đúng là người dưới trướng tiêu gia chẳng phải kiếm đâu xa không ngờ hôm nay trực giác của bà đây lại chuẩn phết rồi cô lại lên tiếng hỏi kẻ nói ăn đồ không trả tiền là ngươi hả ngươi là người của tiêu gia sao lại không trả nổi tiền cơm tạ cần trầm mặt kể lại ây Đừng nhắc nữa, vốn dĩ đã bàn bạc với thiếu gia, nhưng lần đưa lương thảo này thì mang ta theo nhìn ngắm nhân gian. Cuối cùng đêm hôm trước khi đi, ta với thiếu gia uống say quá, hôm sau tỉnh dậy thì thiếu gia đã đi mất rồi. Ta muốn đi tìm huynh ấy, ai ngờ huynh ấy dặn lính canh không được cho ta ra ngoài, ta đành phải chui lỗ chó tẩu thoát, chắc trong lúc chui qua lỗ, lỗ phí đã rơi mất rồi. Nói tới đây, bỗng tạ cần nhớ ra chuyện gì mà hốt hoảng đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn đồng thời hét toáng lên. Á, à, hỏng rồi. Hành động này của Tạ Cẩn làm Nhạc Dĩnh đang uống trà chờ giật mình, cô phụt cả nước vào mặt Nhạc Cương rồi bị sặc ho khụ khụ. Đúng là, đập bàn làm cái gì không biết. Tạ Cẩn hoang mang liền nói: "A, à, ta suýt quên mất đại sự." Cùng lúc gương mặt thẫn thờ của Nhạc Cương cũng bị ướt đẫm nước do Nhạc Dĩnh phun ra. Tạ Cẩn lúc này cũng lên tiếng cho biết: "Lúc ta tới trấn Thanh Hà, nghe người ở đây nói Thanh Thần có người Tây Nhung đến cướp, quân của Tiêu gia đã đuổi chúng đi, nhưng lại chẳng thấy xe lương thực đi qua. Nếu muốn đến Tỏa Dương Quan phải đi qua trấn Thanh Hà, khi ta quay về thì thấy vết bánh xe của xe lương thực" Đúng thật là đi về phía vách đá trên núi, còn có một bà thím nói, lúc bà ấy đưa lễ cho toán quân thì thấy bọn họ đang thu dọn, bảo là phải mau chóng đi tìm tiểu tướng quân đang đuổi theo lũ sơn phỉ. Vị tiểu tướng quân họ nói kia chắc hẳn là thiếu gia, cho nên ta mới tới Tỏa Dương quan tìm thím năm nhờ giúp đỡ. Nghe tới đây Nhạc Dĩnh liền tá hỏa thầm lo lắng khẽ gọi, "Tiêu Nghị." Sau đó cô hốt hoảng vội đứng dậy ra lệnh, "Nhạc Cương, mau đi tìm ngựa về đây." Tiêu Nghị gặp nguy hiểm rồi. Nhạc Cương lúc này đang được Thanh Mai lau mặt giúp mà ngơ ngác nhận lệnh, "A, à, vâng ạ." À, không những vậy Tạ cần cũng cảm thấy thắc mắc nhìn Nhạc Dĩnh sao huynh lại biết tên của thiếu gia ta đã nói đâu nhỉ nhạc dĩnh liền đáp lại sau này sẽ nói với ngươi bây giờ không có thời gian tìm thím năm của ngươi đâu mau đưa ta đi xem con đường có vết bánh xe kia chuyển cảnh tiêu nghị đang ngồi thở dài một mình trong một hang động nào đó cũng trong lúc này đám người của nhạc dĩnh đã đi đến con đường có vết bánh xe ngựa sau một lúc quan sát nhạc dĩnh thầm suy ngẫm vết bánh xe vẫn còn mới chắc đây chính là nơi quân của tiêu gia nghỉ lại nhưng đi về trước là ngưu gia trang có chuyện gì vậy bỗng nhiên thanh mai phát hiện ra một điều bèn lên tiếng gọi tiểu thư ơi đằng trước là đường rẽ bên phải là ngưu thiệt lĩnh bên trái chính là ngưu gia trang cũng may là họ không đi ngưu thiệt lĩnh vì phía trước toàn là chiến địa tồn tại không ít các bẫy dập bỗng nhiên nhạc cương từ đâu trong bụi rậm đi tới cất tiếng gọi nhạc dĩnh tiểu thư nghe gọi nhạc dĩnh liền hỏi sao rồi nhạc cương nhạc cương liền tới lại gần cho biết ta đã kiểm tra đằng trước ngưu thiệt lĩnh đường đi bằng phẳng không có dấu chân người cũng không có dấu móng ngựa nghe vậy thanh mai liền bảo thế thì ổn rồi chúng ta đi theo vết của bánh xe là được tuy nhiên nhạc dĩnh lại đưa tay lên chống cằm suy ngẫm một lúc rồi nói không có gì đó không đúng nếu như tiêu ra đi về phía ngưu gia trang dựa vào thời gian tính toán thì toán quân phải tìm thấy hắn rồi chứ nhưng quân còn chưa rút có thể là chưa tìm thấy tiêu nghị nên đang phải đi hỏi mấy nhà quanh đây nhìn vào dấu vết của bánh xe và móng ngựa để lại nhạc cương thắc mắc hỏi sao nhìn ra được họ chưa rút quân cũng có thể là họ đã về rồi vừa hay đi qua chúng ta thì sao nhạc dĩnh liền giải thích ngốc thật ngươi nhìn cho kỹ dấu móng ngựa in trên đất dấu móng ngựa chỉ có chiều đi vì thế nhạc dĩnh cho rằng tiêu nghị khá chắc là đi về ngưu thiệt lĩnh rồi và còn bị kẹt lại chết tiệt nhạc cương có chút ngạc nhiên lại nói nhưng mà hướng đi của ngưu thiệt lĩnh biết ý hắn muốn nói gì nhạc lĩnh liền bảo thế nên ta mới thấy lạ rồi cô trầm ngâm suy ngẫm nói tiếp ngưu thiệt lĩnh tuy nguy hiểm nhưng có nhiều vật quý các hộ làm nông dưới chân núi sẽ lên thu hoạch chỉ cần đi đứng cẩn thận thì sẽ không bị sao nhưng ngay cả dấu chân trên đường cũng không có chắc chắn là có người khác cố ý che giấu để ngụy tạo hướng đi sai của toán quân nếu đi lên núi đội quân chắc chắn sẽ hỏi người dân ven đường trên đường này có chỗ để hỏi gần nhất là lý gia trang nghe cô nói nhạc cương chợt nhớ đến một người mà lên tiếng hoài nghi chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến lý hoàng sơn bọn họ nhưng nhạc dĩnh lại bảo là chưa chắc nếu thật sự có liên quan thì hỏi hắn cũng chẳng nói thật đâu tóm lại lúc này tạ cần đứng lẻ loi một bên nhìn ba người nhạc dĩnh bàn bạc nên liền lên tiếng gọi ở này nhạc dĩnh nghe gọi mà quay lại nhìn hắn hỏi sao thế tạ cần tạ cần ngạc nhiên với cách xưng hô của bọn họ nên có chút thắc mắc hai người họ đều gọi huynh là tiểu thư huynh quả nhiên là con gái hả nghe lời này nhạc dĩnh bất giác chố to mắt ra sừng sốt vì quên mất bản thân đang cải nam trang cô thầm tự trách quên bố nó mất chuyện này rồi nhạc dĩnh hoang mang chỉ tay vào người mình đồng thời hỏi lại tạ cẩn đợi đã ngươi nói quả nhiên ngươi đã nhận ra ta là nữ rồi tạ cẩn ngại ngùng gãy đầu gượng gạo nói thật ra ngay từ đầu đã có cảm giác chỉ là vì dáng người của huynh phải gọi huynh là ngụy công tử mới đúng thanh mai nghe hắn nói mà vội bụng miệng lại phì cười còn những lời đó như mũi tên đâm vào tim nhạc dĩnh cô tức đen cả mặt mà thầm chửi bên tiêu gì toàn là lũ thẳng nam này sao nhạc dĩnh càng tức tối hơn khi nghe thấy tiếng thanh mai đang cười mình cô quay lại nhìn thanh mai mà thầm chửi trong lòng ngươi còn dám cười thanh mai lập tức quay đi hướng khác nhằm tránh né cái nhìn chết chốc từ vị tiểu thư bị bại lộ nhạc dĩnh liền kéo hai lọn tóc mái xuống rồi thành thật cho biết nếu đã vậy cũng chẳng giấu gì ngươi ta là chủ trại của núi này tên là nhạc dĩnh được rồi chúng ta đi ngưu thiệt lĩnh không cần biết tiêu nghị ở đâu cũng đều có người đi tìm hắn trời sắp tối rồi nếu hắn thật sự bị kẹt ở ngưu thiệt lĩnh thì càng phải mau chóng tìm thấy hắn Tạ Cẩn vẫn còn đang ngơ ngác với những gì nhạc dĩnh vừa nói. Bất chợt ba người nhạc dĩnh liền xoay người rời đi. Nhạc dĩnh bỗng quay lại căn dặn Tạ Cẩn, Nhu Thiệt Lĩnh không tiện cưỡi ngựa. Tạ Cẩn, ngươi ở đây trông ngựa giúp nhá. Nếu toán quân kia có quay lại, nói với họ có người đi tìm Tiêu Nghị rồi không phải lo. Về Trấn Thành Hà đợi nhé. Tới đây Tạ Cẩn mới giật mình nhận ra ra là mình bị bỏ lại. Nhìn dây buộc ngựa trong tay, Tạ Cẩn chỉ biết thốt lên hả, rồi cứ như thể chết lặng mà đứng nhìn bọn họ rời đi. Anh dẫn ngựa đi mà tức xịt cả khói đầu khi liên tục bị ngựa quấy rầy. đừng có gặm tóc của ta. Chuyển cảnh, tại lý gia trang một tên tóc xám đứng khoanh tay nhìn đóng lương thực trước mặt mà thích thú hư giặt một lũ ngu xuẩn tùy tiện rửa chút mánh khóe thôi thế mà bị lừa vào ngưu gia trang thật tiêu ra một lũ đàn bà còn hay giả vẻ uy nghiêm lắm thà là ấm giường cho ông đây còn hơn lần này cướp được nhiều lương thực thế này xem chúng còn tưởng bị sơn phỉ cướp nữa không cứ được hơi thế này thì còn có thể lên mặt với lũ nhạc dĩnh kia được đấy khà khà bỗng nhiên có một cô gái bịt mặt lên tiếng với giọng cáu gắt ta không muốn nghe mấy lời này họ lý kia sao người của ngươi không bắt tên tiêu tướng quân kia về tên họ lý nghe tiếng bỗng quay lại hắn đưa tay lên sờ mặt cô gái mà nhẹ giọng cho biết ai già ôi cô nương ngươi vội cái gì chỉ có một người dụ hắn đi vào ngưu thiệt lĩnh nên không bắt được hắn về và lại hắn đã rơi xuống cái hang kia muốn trèo lên cũng khó đợi trời tối rồi bắt hắn về không được sao ừm hắn vừa dứt lời thì lập tức có một sợi dây bất ngờ lồng vào cổ hắn khiến hắn sửng sốt sau đó thì nghiến răng tức tối khi bị cô gái bịt mặt đang xiết cổ nói ngươi còn dám vô lễ thì đừng trách ta hạ thủ vô tình hắn sợ hãi vội giơ hai tay lên đầu hàng rồi rồi ta không động vào ngươi nữa trời tối ta sẽ sai người đi bắt tiểu từ kia về chuyển cảnh buổi tối trong khu rừng rậm đám người nhạc dĩnh đang thấp đuốc tìm kiếm tiêu nghị họ vừa đi vừa kêu gọi in ỏi tiêu công tử tiêu nghị tiêu nghị ngươi ở đâu bất giác nhạc dĩnh thầm lo lắng trực giác của ta chắc không sai đâu nhỉ đi được cả một đoạn đường rồi tiêu nghị rốt cuộc ngươi ở đâu bỗng nhiên thanh mai vẫy tay gọi nhạc dĩnh tiểu thư bên này có dấu vết chém qua nhạc dĩnh liền tiến lại gọi đuốc lên thân cây thì thấy những vết chém còn ghi lại cô liền bảo dấu vết vẫn còn mới cô hốt hoảng vui mừng reo lên vậy chắc người ở gần đây tiêu nghị tiêu nghị cùng lúc bên dưới hang động tiêu nghị cũng nghe được có người gọi mình mà thầm ngỡ ngàng ấy giọng nói này là anh liền lên tiếng đáp lại ta ở đây bên trên nhạc dĩnh cũng nghe thấy tiếng của anh mà ngơ ngác dây sau cô vui mừng vội chạy về phía có giọng nói phát ra mà kêu lên tiêu tuy nhiên vì không để ý có cái hố phía trước nên cô hụt chân mà rớt xuống hố cô hốt hoảng há toác mồm thầm chửi bà ra nó lại nữa rồi mặt khác nhạc cương bỗng trông thấy nhạc dĩnh khi không chạy nhanh về trước rồi biến mất hắn kinh ngạc hét lên tiểu thư tiểu thư người chạy đi đâu rồi Nhạc Dĩnh liền lên tiếng đáp lại: "Ta ở đây." Nhạc Cương ngạc nhiên khi nghe âm thanh được phát ra từ bên dưới vọng lên, không thấy người đâu, Nhạc Cương liền hỏi lại: "Tiểu thư, người sao thế?" Cùng lúc Nhạc Dĩnh cũng đưa tay bám víu miệng hố trụ lại được, cô lơ lửng giữa hố sâu mà bảo: "Ở đây có hố sập, mau kéo ta lên." Thế nhưng khi cô vừa dứt lời, thì đột nhiên bàn chân của Nhạc Cương đi tới, bất ngờ dẫm phải lên bàn tay đang cố bám víu của Nhạc Dĩnh, làm cô đau đớn mà bất giác giật tay ra, đồng thời rơi luôn xuống hố sâu mà kêu la á, á, trước sự ngạc nhiên của Nhạc Cương trong lúc rơi cô vừa ôm lấy bàn tay đau vừa tức tối quát lại nhạc cương đợi bà trèo lên được bà đây sẽ xiên chết người thanh mai hốt hoảng vội hét toáng lên tiểu thư còn nhạc cương như chết lặng mà trợn tròn mắt ra nhìn về phần nhạc dĩnh cô trong trạng thái rơi tự do mà nhắm mắt lại thầm nghĩ bây giờ mà có bình luận thì chắc chắn là toàn mấy câu kiểu trong lịch sử lúc nào cũng có trường hợp kinh người như thế này mình đúng là bị nghiệp quật rồi bỗng nhiên khi cơ thể nhạc dĩnh vừa rơi gần tới đáy hang sâu thì bất ngờ được đôi tay của tiêu nghị đưa ra chờ hướng sẵn nhưng vì tốc độ rơi quá nhanh cùng với đó là khoảng cách hang hơi sâu nên khi tiêu nghị bắt lấy được nhạc dĩnh thì cả hai cùng ngã sầm xuống đất cú ngã chấn động vang dội cả hố sâu nhạc dĩnh ngồi dậy quay qua nhìn thấy tiêu nghị mà vui mừng kêu lên tiêu nghị bất chợt tiêu nghị cười khổ khó khăn lắm mới có người tìm ra ta kết quả là cả hai đều rơi xuống hang rồi ha 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 nhắc tới nhạc dĩnh lại cảm thấy tức mà thở dài ây phải trách cái tên ngốc ngốc đi theo ta kìa nhưng không sao không sao bên trên còn có người mà không phải sợ bên trên nhạc cương lo lắng nên lên tiếng hỏi nhạc dĩnh tiểu thư người có ổn không nhạc dĩnh lớn tiếng nói vọng lên ta không sao hai người các ngươi mau tìm một cây mây buộc dây thừng thả xuống đây vâng ạ à, bên dưới hàng sầu nhạc dĩnh nhìn tiêu nghị mà mỉm cười trêu chọc ôi trời ngươi đúng là ngốc ghê đuổi người ta rồi chính mình sập xuống bẫy dập luôn ha ha tiêu nghị bỗng câu có nói lại còn không phải vì người của ngươi sao nhân lúc người tây nhung tới cướp thì chạy tới cướp lương thảo của chúng ta nghe lời này từ tiêu nghị nhạc dĩnh bỗng ngạc nhiên hỏi lại hả ngươi nói cái gì thế ta đâu có sai thủ hạ làm cái chuyện đó đâu tiêu nghị tức tối quát lên Biết được hướng hành quân của chúng ta không phải chỉ có các ngươi thôi sao? Trước đã tới cướp một lần, nếu không phải các ngươi, chẳng lẽ là dân trong trấn làm à?" Nhạc Dĩnh nghe vậy cũng bức xúc đáp lại, "Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, chúng ta cướp có mấy xe quân lương, sau đấy xảy ra chuyện gì chúng ta đâu có biết." Tiêu Nghị bực bội mà ngoảnh mặt đi nói với giọng cao có, "Thôi bỏ đi, không cãi với ngươi nữa, dù sao bây giờ cũng thành ra thế này rồi, đợi ra khỏi đây, ta sẽ tới chạy các ngươi tính sổ." Thấy biểu cảm khó chịu của Tiêu Nghị, Nhạc Dĩnh chỉ biết nhìn anh mà tức giận nói, "Ngươi dây sau cô đến tiết nhéo lấy lỗ tai của tiêu nghị hai mắt trợn trắng mà há hốc mùng quát lại tiểu tử thúi ngươi nói rõ ràng cho ta nghe gan to lắm hử dám úp nồi cho chị đây hả vì bị nhéo tai bất ngờ nên tiêu nghị chỉ biết hét lên ái đau đau ngươi mau bỏ tay ra nhạc dĩnh bực tức mà buông tay ra hậm hực không nói gì còn tiêu nghị cũng lặng im mà đưa tay lên xoa xoa lỗ tai mà thở dài anh trầm mặt lại cho biết bọn ta dựng chạy ngoài trấn gặp phải bọn người tây nhung ta với tiêu thúc dẫn người đi cứu người dân chỉ để lại có vài người trông coi lương thảo sq khi đuổi được bọn người tây nhung xong Tiêu thúc bảo ta về doanh trại trước, còn họ ở lại thu dọn. Kết quả là lúc ta về, doanh trại đã bị cướp hơn nửa số lương thực. Ta không nhịn được bèn một mình cưỡi ngựa đuổi theo bọn chúng, đuổi đến núi thì thấy xe lương thực bị bỏ lại ở trước núi, còn lương thảo thì chả thấy đâu. Lúc này, ta nhìn thấy một bóng người đằng sau cây, khi bị phát hiện thì hên cưỡi ngựa chạy mất. Ta nghĩ rằng chắc chắn đây là kẻ cướp lương thảo, đến xác định xem lương thảo đã được chuyển đi chưa, vì thế ta cũng lập tức cưỡi ngựa chạy theo sau, để tìm chỗ bọn chúng ẩn nấp. Sau đấy thì ta tới chỗ này, kẻ kia không thoát được, nên ra đánh với ta một trận nhưng cuối cùng ta mất đề phòng mà rơi vào bẫy dập ngựa cưỡi cũng mất rồi nhạc dĩnh nghe đầu đuôi câu chuyện chỉ khẽ nói ra là thế rồi cô lại thầm suy ngẫm sau đó vị tiêu thúc kia đưa người với lương thảo đi theo dấu vết tiêu nghị để lại nhưng kết quả lại bị người của lý gia trang lừa đi tới ngưu gia trang cô mím môi tức giận vì đã thầm suy đoán được kẻ chủ mưu đằng sau nhiều người đi tới đi lui trong núi như vậy xem ra là cha con lý hoàng sơn giở trò rồi đáng ghét dám bẫy nam nhân của ta lại còn muốn đổ tội cho ta bất chợt cô quay sang giải thích với tiêu nghị đồng thời lên tiếng trấn an anh ta nói này những người đó chắc chắn không phải người ta sai tới đâu ngươi phải tin ta chuyện này rốt cuộc là do ai làm trong lòng ta đã biết ta nhất định sẽ giúp ngươi tóm chúng tuy nhiên tiêu nghị ngồi co do bó gối mà buông xuôi được rồi đừng ăn ủi ta nữa gương mặt anh hiện rõ sự thất vọng mà nói với giọng buồn bã ta biết ta vô dụng vốn dĩ muốn thể hiện cho tiêu thúc thấy kết quả lại bị rơi xuống nơi này ta không biết trời cao đất dày lại còn lớn tiếng kêu căng với tiêu thúc ta thật là nhạc dĩnh vì sự si tình của mình đối với tiêu nghị nên khi thấy anh tự dần vật bản thân mà cảm thấy đau lòng cô nhìn anh đồng thời giơ tay lên thề ấy ngươi đừng có thế mà ta có thể thề nếu mà là ta làm trời cao đánh thiên lôi đột nhiên tiêu nghị lấy tay vả và vào mặt nhạc dĩnh làm cắt ngang lời cô nói bỗng dưng bị ăn đập nhạc dĩnh tức tối mà hét thẳng vào mặt anh ngươi đập ta làm gì tiêu nghị bày ra vẻ mặt vô tội mà hốt hoảng lên tiếng phân trần xin lỗi nha ta định bịt miệng ngươi như lại trượt tay nhạc dĩnh chỉ biết kêu lên ngươi tiêu nghị nhìn cô mỉm cười khẽ nói không cần phải thề thốt gì đâu ta tin ngươi ta chỉ là nhất thời nóng nảy nên mới nói mấy lời đó nếu là ngươi làm thì tối muộn thế này ngươi cũng chẳng chạy tới tìm ta làm gì nghe vậy nhạc dĩnh bỗng tươi cười trở lại cô ngã lưng vào vách hang bâng quơ nói hứ thấy chị đây đối xử với ngươi tốt không đột nhiên nhớ đến kiểu tóc mới của mình nhạc dĩnh liền ngồi bật dậy nhìn tiêu nghị đồng thời cô đưa dây vuốt tóc hỏi lại anh à đúng rồi ngươi xem ta có gì khác không bất chợt nghe cô hỏi mà tiêu nghị hoang mang sau đó thì anh đưa mắt liếc nhìn nhạc dĩnh mà ngập ngừng nói ừm um, thì bất giác anh lấy tay ôm ngực mà thở phào một hơi vù may ghê may ghê xem ra lần trước ta bóp phải là bánh bao nhạc dĩnh tỏ ra khó hiểu khi nghe lời này mà ngơ ngác hỏi lại hả bóp bánh bao ngươi đang đùa gì thế tiêu nghị ngại ngùng lấy tay che miệng giọng ấp úng thì là lần này trước ngực ngươi không còn bánh bao nữa nhạc dĩnh vẫn hoang mang tự hỏi bánh bao ư nhạc dĩnh như bị xét đánh ngang tai mà bàng hoàng nhận ra ý anh ta nói tới là bộ ngực phẳng lì của cô hiện tại cô nóng máu thầm chửi trong lòng mẹ nó ngươi với tên tạ cần đúng là chơi với nhau từ nhỏ tới lớn hai tên thẳng nam chết tiệt này Nhạc dĩnh cả người bừng bừng hỏa khí mà đưa tay lên chỉ thẳng vào ngực mình, đồng thời áp sát cả người vào mặt tiêu nghị rồi há tóc mùng quát lớn. Đây là để cải thành nam trang nên mới giấu đi thôi, ta phải ép miếng gỗ lên nó. Dây tiếp theo cô vì giận quá nên liền cởi áo vạch ra cho tiêu nghị xem, này, ngươi nhìn kỹ cho bà. Cảnh tượng trước mắt làm tiêu nghị đỏ mặt mà hoảng hốt kêu lên, ngươi, ngươi làm gì thế?